Kính thưa tất cả các anh chị học viên, thì hôm nay Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục rất là vui mừng bởi vì là đã được chào đón tất cả các anh chị học viên đã đăng ký tham gia vào lớp học và sử dụng phần mềm A trong việc phân tích dữ liệu liên quan đến nghiên cứu khoa học giáo dục. Thì để mở đầu cho cái khóa học này thì sau đây thì cũng trân trọng giới thiệu Phó sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ, là trưởng ban nghiên cứu đánh giá giáo dục của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, sẽ có đôi lời trước khi chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung chi tiết. Xin trân trọng kính mời. Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Xuân Cương. Xin một lần nữa xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn tất cả các anh các chị một cách thân mật, cho phép tôi được gọi các anh chị ạ, đã tham dự cái khóa học ngày hôm nay. Chúng ta có 27 học viên đã đăng ký cái khóa học này, và tất cả các thành viên ở ban tổ chức đều rất vui mừng vì cái con số mà chúng ta có xuất hiện ở đây. Điều đó cho thấy rằng là mọi người đều rất là quan tâm đến một cái lĩnh vực mới của trong lĩnh vực khoa giáo dục nói riêng và trong nghiên cứu nói chung. Tôi cũng có xin một cái đôi nét giới thiệu về Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục. Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục của chúng tôi là một cái tổ chức khoa học của quốc gia và phụ trách cái mảng là đánh giá trong giáo dục. Trước đây thì chúng tôi chỉ tập trung đánh giá vào kết quả giáo dục và hầu hết là nằm ở cái phạm vi là giáo dục phổ thông. Tuy nhiên là trong 5 năm gần đây với cái định hướng phát triển nghiên cứu của ban thì chúng tôi mở rộng hơn, trong đó thì đặt trọng tâm vào cái việc là phát triển các nghiên cứu cơ bản, đánh giá và đo lường. Năm 2021 thì chúng tôi cũng đã tổ chức một cái hội thảo và quy tụ được rất nhiều các chuyên gia của hàng đầu thế giới và Việt Nam trong cái hội thảo về phát triển đo lường đánh giá giáo dục vì sự phát triển bền vững. Và dự kiến thì trong năm nay thì chúng tôi cũng được Viện Khoa học Việt Nam được giao là đầu mối để tổ chức một cái hội thảo với quy mô lớn nhất ở châu Á Thái Bình Dương vào tháng 12 năm 2022. Trong cái sứ mệnh của Ban nghiên cứu đánh giá giáo dục thì chúng tôi được giao cái trọng trách ngoài cái việc là thực hiện các cái nghiên cứu cơ bản và các cái nghiên cứu quốc gia về đánh giá giáo dục thì chúng tôi cũng thực hiện cái việc là phổ biến các cái kiến thức về nghiên cứu đo lường và đánh giá. Trong đó thì trọng tâm của chúng tôi đó là phổ biến các cái phương pháp nghiên cứu khoa học và các công cụ được vận dụng ở trong cái lĩnh vực đo lường và đánh giá để hướng tới là cái phạm vi mà sử dụng của chúng ta là hội nhập quốc tế, đồng thời là làm cho cái ý nghĩa của các cái nghiên cứu về đo lường đánh giá giáo dục trở nên phổ cập. Hôm nay thì tôi theo dõi cái danh sách lớp thì rất là vui, bởi vì là thu hút đến tham dự cái lớp học của chúng ta thì không những là có các bạn trẻ ở trong cái việc là bắt đầu tham gia nghiên cứu khoa học giáo dục, hầu hết là các bạn là các thạc sĩ và các nghiên cứu sinh, thì chúng tôi cũng được đón các nhà nghiên cứu và phải nói rằng là đã thành danh và có đóng góp rất nhiều cho khoa của Việt Nam như giáo sư Trần Trung, phó sư Lê Thị Thu Hiền, và tôi cũng nhìn thấy ở đây là những người mà chúng tôi cũng rất là ngưỡng mộ trong những lĩnh vực khác mà chuyển sang nghiên cứu khoa học dục như là anh Ngô Định. Chúng tôi hy vọng trong cái khóa học này thì đây là một khóa học cơ bản. Ban tổ chức rất mong muốn là chúng ta sẽ làm quen với một cái phần mềm A, nhưng qua đó thì chúng tôi đã chọn cái ngữ liệu để các chị thực hành. Đó là một cái nghiên cứu mà Việt Nam của chúng ta thì rất là coi trọng khi hội nhập quốc tế, đó là kỳ đánh giá quốc tế PISA. Và chúng tôi sẽ lựa chọn cái dữ liệu này trong các bài tập thực hành cho các chị. Cái điều thứ hai đó là chúng ta cũng được thiết lập một cái không gian học tập blended learning, thì chúng tôi chọn cái nền tảng là Google Classroom. Chúng tôi tin rằng là các báo cáo viên ở trong khóa học này thì đã chuẩn bị kỹ lưỡng các cái nội dung cũng như là phương pháp học tập, và hy vọng rằng là sau cái khóa học này thì các anh các chị các học viên thì sẽ đạt được cái mục tiêu của mình, đó là sử dụng phần mềm A bước đầu có thể tiến hành trong thực nghiệm các cái nghiên cứu của bản thân mình. Và chúng tôi cũng rất mong là sau khóa học này thì chúng tôi sẽ được đón các anh các chị tham gia các cái nghiên cứu của ban những cái hội thảo về đo lường đánh giá, và đặc biệt là đón chờ những cái khóa học nâng cao của các báo cáo viên. Thay mặt cho lãnh đạo ban thì chúng tôi cũng trân trọng cảm ơn ban tổ chức lớp học, bao gồm nhóm trưởng là tiến sĩ Đặng Xuân Cương, thạc sĩ Nguyễn Thị Hương, thạc sĩ Phạm Quang Minh và anh Nguyễn Tất Thắng đã chuẩn bị và đã làm những công tác
tốt nhất cho cái buổi học này được diễn ra. Chúng tôi cũng rất mong là sẽ nhận được cái sự phản hồi và có thể tặng cho ban tổ chức, vì cái có thể là trong cái quá trình làm việc và học tập thì cũng không thể đáp ứng được hết các cái nhu cầu cũng như là đảm bảo cái chất lượng cao nhất. Xin cảm ơn và chúc sức khỏe tất cả các thành viên trong lớp học ạ. Xin hết ạ. Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó sư tiến sĩ Chu Cẩm Thơ. Thì bây giờ chắc là trước khi chúng ta vào những cái nội dung chính ấy, thì sau đây xin mời tất cả các anh các chị học viên chúng ta hãy bật camera, và sẽ có một cái phần chụp ảnh. Vâng, bây giờ thì chắc là sẽ xin phép các anh các chị, bởi vì là trong cái quá trình chúng ta làm việc ấy, thì có thể mạng ở một số nơi của một số anh chị sẽ không được khỏe. Cho nên là bây giờ chắc là xin mời các anh các chị có thể trong cái quá trình mình nghe chia sẻ thì mình có thể tắt cam, và sau khi mà đến cái phần thảo luận thì khi đó chúng ta có thể là chúng ta quay lại và chúng ta có ý kiến và chia sẻ trao đổi, thì lúc đó chúng ta hãy bật cam lại. Thì để đảm bảo rằng là tất cả các anh các chị ở đây, kể cả những anh chị mà có đường truyền không được tốt, thì vẫn có thể theo dõi và nghe được những cái vấn đề mà chúng ta chia sẻ với nhau. Xin cảm ơn tất cả các anh các chị. Trong buổi đầu tiên này thì tôi sẽ đại diện cho nhóm báo cáo viên sẽ giới thiệu với các anh các chị về một số vấn đề cơ bản liên quan đến vấn đề là chúng ta thiết kế cái nghiên cứu, gọi là nghiên cứu định lượng ở trong nghiên cứu khoa học giáo dục, và sau đó là cái phần liên quan đến giới thiệu A. Thế thì trước khi mà đi vào những cái phần như thế này ấy, thì cũng chúng tôi cũng xin được chia sẻ là trong thực tế thì trong hơn một năm rưỡi vừa qua thì ở ban nghiên cứu đánh giá giáo dục chúng tôi cũng đã có những cái buổi tham gia, cũng gồm có những cái thành viên tham gia để chia sẻ những vấn đề liên quan đến sử dụng A trong nghiên cứu của mình, và đặc biệt là trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Thế thì trong cái thời gian đó thì chúng tôi cũng thấy rằng là rất nhiều các cái anh chị em nghiên cứu viên ở lĩnh vực về khoa học giáo dục cũng đã rất quan tâm đến vấn đề nghiên cứu định lượng, và đặc biệt là có một cái mối quan tâm đặc biệt đối với phần mềm A. Và đối với cái khóa học này ấy, thì chúng tôi cũng xác định là từ góc độ của ban nghiên cứu đánh giá giáo dục thì chúng tôi cũng xác định đây là một trong những cái khóa học mà chúng tôi làm với vai trò là sẽ gửi đến một cái thông điệp cho tất cả các thầy, các anh, các chị ở đây, đó là mình nghe thấy là ở đâu đó thì người ta vẫn bàn rằng là cái A là một cái gì đó, một cái phần mềm nào đó mà rất là thông dụng và ngày càng chiếm ưu thế so với những phần mềm khác. Thế thì trong cái khuôn khổ của cái buổi học này cũng như là những cái buổi tiếp theo của cái khóa cơ bản thì chúng ta sẽ cùng nhau để tìm hiểu những vấn đề cơ bản về việc là nghiên cứu định lượng cũng như sử dụng A. Ở đây như là có chị Dương Thu Mai đúng không ạ? Chị Dương Thu Mai đang muốn phát biểu đúng không ạ? Không phải đâu ạ. Vâng, dạ. Vậy thì chúng ta sẽ cùng bàn với nhau về những vấn đề như vậy. Đấy, thế thì trước khi mà vào bài trình bày ấy thì chúng tôi cũng xin được giới thiệu qua một chút về cái nền tảng mà chúng ta sẽ sử dụng đối với cái khóa học này. Thế thì hiện nay thì tất cả các anh các chị đã được chúng tôi đưa vào trong cái lớp học về ở trên nền tảng Google Classroom về cái khóa học này. Thế thì các anh các chị có thể nhìn thấy ở trên màn hình hiện tại thì đây chính là cái giao diện của cái nền tảng Google Classroom của khóa học. Vậy thì hiện nay thì các anh các chị sẽ nhìn thấy cái phần, khi các anh chị vào đây thì các anh các chị sẽ nhìn thấy có cái phần chào mừng đến với khóa học, và cái phần thứ hai đó là cái phần tổng quan về nghiên cứu định lượng và A đó. Vậy thì còn những cái phần tiếp theo ở đây là các anh các chị chưa nhìn thấy đó. Vậy thì toàn bộ những cái nội dung này thì chúng tôi cũng đã thiết kế ở trên cái nền tảng, và chúng tôi sẽ activate những cái phần này trước mỗi một ngày học. Thì chúng tôi sẽ activate để các anh các chị có thể là anh chị nào quan tâm có thể vào tìm hiểu trước. Tuy nhiên là chúng tôi sẽ không activate toàn bộ những cái phần này, bởi vì
cho đến thời điểm này thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình cứ đi theo tuần tự, bởi vì là theo như khảo sát thì chúng tôi cũng biết rằng là trong số các anh chị tham gia ở đây thì cũng đã có một số người cũng đã từng từng nghe đến A, từng dùng A, tuy nhiên là cũng sẽ có những anh chị là đây là lần đầu tiên nghe đến những phần mềm này, cho nên là có thể là các anh chị cũng sẽ cứ đi theo một cái tuần tự như vậy thì nó sẽ hợp lý hơn cho tất cả các anh chị học viên ở đây. Đó, đấy là cái vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai đó là đối với mỗi một cái phần ở trong này thì các anh chị có thể vào đây để tham khảo những cái nội dung liên quan. Chẳng hạn như đối với khóa học thì chúng tôi cũng đã có một cái file giới thiệu về cái khóa học này, gồm có những cái vấn đề liên quan đến mục tiêu, liên quan đến nội dung là gì, thời gian học ra sao và các yêu cầu cụ thể đối với học viên như thế nào. Thì chúng tôi cũng rất mong là các anh chị sẽ dành thời gian, một ít thời gian của các anh chị để mình có thể đọc kỹ về những vấn đề như vậy. Cái thứ hai là cái background của hội thảo của khóa học chúng tôi cũng đã để ở đây. Phần thứ ba đó là liên quan đến cài đặt A, thì hy vọng là cái phần này thì các anh chị hôm nay đã có thể cài đặt được A trên máy của mình. Còn nếu như trong tình huống là anh chị nào chưa thì chắc là trong ngày mai thì chúng tôi sẽ có những người hỗ trợ cho các anh chị để mình có thể là cài đặt một cách trọn vẹn tất cả những cái gọi là những cái phần mềm liên quan đến việc mà mình sẽ sử dụng A cho toàn bộ khóa học này. Có một cái khảo sát đầu vào thì chúng tôi cũng đã gửi, chúng tôi để ở đây và chúng tôi cũng đã gửi lên ở trên đường link lên trên nhóm, thì hy vọng là tất cả các anh chị đã thực hiện cái việc khảo sát đầu vào này. Thực ra cái mục đích của chúng tôi đó là sẽ xem là tại thời điểm này các anh chị tự đánh giá mình với những một số cái nội dung cụ thể như thế nào, và sau đó thì chúng tôi cũng muốn là đến lúc mà các anh chị kết thúc cái khóa học này và mình nhìn lại xem là vậy thì mình đã có cái sự tiến bộ ra sao, hay là có một cái thay đổi nào đó. Thì đó là cái phần khảo sát đầu vào. Cái phần tiếp theo đó là cái tài liệu tham khảo cho khóa học. Thế thì tài liệu tham khảo cho khóa học thì ở đây chúng tôi để ra các cái nguồn tham khảo cho người mới bắt đầu thôi. Thì ở đây thì chúng tôi khuyến khích là các anh chị ở đây có thể là tham khảo cái cuốn ở đây. Chúng tôi để ở đây là cái cuốn được lấy từ trang chủ của phần mềm A, nhưng mà lại là phiên bản tiếng Việt, một cái bản giới thiệu khá là chi tiết liên quan đến sử dụng phần mềm A do giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, giáo sư y khoa của trường đại học New South Wales biên soạn, và đây là tài liệu hoàn toàn miễn phí. Thì đấy là cái tài liệu tham khảo cho cái khóa học này. Thì chúng tôi nghĩ rằng là nếu các anh chị cứ bám sát vào cái cuốn này cùng với lại cái việc thực hành theo những cái hướng dẫn của chúng tôi thì chúng tôi tin chắc là các anh chị sẽ có được những cái sự tiến bộ nhất định cho sau khi kết thúc cái khóa học này. Ngoài ra thì ở đây nó cũng có một cái tài liệu khác cũng tương đối là cơ bản, nhưng mà nó lại bằng tiếng Anh thì các anh chị có thể sử dụng nó. Ngoài ra thì ở trong này chúng tôi cũng để ở đây là trang web của nhóm hiện nay nhóm thống kê ứng dụng của chúng tôi tại Viện Nghiên cứu Cao cấp về Toán, thì ở đây sẽ có rất rất nhiều các cái thông tin liên quan đến việc sử dụng A cho các cái phân tích thống kê từ cơ bản đến nâng cao. Thì ở trong này thì nó sẽ có đầy đủ những vấn đề liên quan đến những cái A code, những cái bộ công cụ, rồi những cái recording của những cái seminar mà chúng tôi đã tổ chức ở đây. Và ngoài ra thì cái này là cái gì thì có thể một số anh chị cứ khám phá dần, nhưng mà đây là một trong những cái chỗ, cái nguồn mà chúng ta có thể tìm được những cái A code một cách rất là dễ dàng. Thì đó là cái phần liên quan đến cái thông tin chung về khóa học của cái buổi này. Thì chúng ta sẽ được nghe về cái vấn đề liên quan đến thiết kế nghiên cứu định lượng, chúng ta sẽ có cái phần giới thiệu và cài đặt phần mềm A, chúng ta sẽ được giới thiệu cái file dữ liệu và cái A code cho cái buổi 1, và cái file dữ liệu này chính là cái file dữ liệu mà chúng ta sẽ sử dụng cho toàn bộ cái quá trình chúng ta học cho suốt cái khóa học này. Và sau đó thì có cái tài liệu đọc thêm cho buổi 1. Và cuối mỗi buổi thì ở đây, ví dụ như ở đây thì chúng tôi đang set up và đang lên cái lịch để có cái bài tập buổi 1, thì hiện nay các anh chị vào Google Classroom thì sẽ chưa nhìn thấy, bởi vì là chúng tôi đang set up cái này, đó là sau khi chúng ta kết thúc xong buổi tối ngày hôm nay 10:05 buổi tối nay thì cái này nó sẽ hiển thị lên cho các anh chị. Các anh chị cứ chỉ cần vào đây, các anh chị sẽ nhìn thấy có một cái bài tập ở đây, và khi mà các anh chị click vào cái file này
để các anh chị làm, thì các anh chị sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ ở trong này. Và sau khi mà các anh chị thực hiện xong cái nhiệm vụ ở đây rồi thì các chị chỉ cần submit cái bài làm này, thì lúc đó thì hệ thống nó sẽ tự động nó lưu ở trên đó. Và cái thời hạn để nộp bài đó là 18 giờ ngày thứ năm, ngày 28 tháng 4, tức là trước buổi học tiếp theo của chúng ta 2 tiếng. Thì đó là cái cách mà chúng tôi đang tổ chức cái lớp này là như vậy, và tương tự như vậy cho những cái phần tiếp theo cũng sẽ là như vậy. Thì nó cứ theo thứ tự như vậy, thì chúng tôi sẽ activate những cái phần liên quan. Thì đó là cái cách mà chúng tôi cũng xin giới thiệu với các anh chị, để có thể là một số anh chị ở đây thì cũng đã rất là quen với cái nền tảng Google Classroom rồi, nhưng mà một số anh chị thì chưa, cho nên là chúng tôi cũng xin được giới thiệu lại với các anh chị như vậy, để các anh chị cũng hình dung là cái cách mà mình làm việc sẽ là như vậy. Còn trong quá trình mà chúng ta làm, chúng ta thực hiện, thì nếu như trong tình huống là chúng ta có vấn đề gì đó cần hỏi, cần trao đổi, thì chúng ta có một cái nhóm Zalo, thì lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện cái việc trao đổi, chia sẻ và hỏi ở trên cái nhóm Zalo đó. Ở đây thì xin hỏi là tất cả, bởi vì theo danh sách mà chúng tôi nhìn thấy ở trong nền tảng của Google Classroom, thì tất cả các anh chị học viên ở đây đã vào và đã nhìn thấy và có thể truy cập được rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, đó là tôi sẽ nói một cách rất là cơ bản về những cái vấn đề liên quan đến thiết kế định lượng trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Thì cái phần trình bày này ấy, thì bản thân tôi thì tôi cũng đã sử dụng nó cho một số những cái báo cáo trước đây. Thì hôm nay thì chúng tôi sẽ có cái phân tích một cách gọi là một cách cụ thể như một số cái vấn đề, để cho những anh chị mà rất là mới, kể cả là mới đối với sử dụng A cũng như mới đối với nghiên cứu khoa học định lượng, nghiên cứu định lượng trong khoa học giáo dục cũng có thể hình dung được những cái vấn đề liên quan như vậy. Thế thì cái phần nội dung hôm nay thì chúng tôi sẽ trình bày có 3 phần. Cái phần thứ nhất đó là tổng quan về nghiên cứu định lượng. Cái phần thứ hai đó là những cái câu hỏi nghiên cứu mà mình thường gặp ở trong cái nghiên cứu định lượng về khoa học giáo dục. Và cái phần thứ ba đó là cái phần mà chúng ta sử dụng cái phần mềm A hay là một phần mềm R. Thì cái đầu tiên ấy, đấy là khi mà chúng ta nói về cái nghiên cứu định lượng ấy, thì những cái từ sau đây là chúng ta hay nói đến này. Cái thứ nhất đó là cái thiết kế nghiên cứu. Thế thì cái thiết kế nghiên cứu, khi mà mình nói về thiết kế nghiên cứu thì mình sẽ nghĩ đến một trong ba cái thiết kế sau đây. Một đó là cái nghiên cứu định lượng mà cái mà chúng ta sẽ tập trung vào. Chúng ta sẽ tập trung và chúng ta chỉ bàn luận về cái nghiên cứu định lượng đó. Cái thứ hai đó là cái nghiên cứu định tính. Cái nghiên cứu định tính thì nó là một cái mảng hoàn toàn khác mà chúng ta sẽ không đề cập đến ở trong cái khóa học này. Và cái thứ ba đó là cái kết hợp giữa cái nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. Thì ở Việt Nam mình hay cũng có một số cái tài liệu gọi là nghiên cứu kết hợp hay nghiên cứu hỗn hợp hay là mixed method, có nghĩa là kết hợp cả hai cái phương pháp định tính và định lượng. Đấy, thế thì khi mà chúng ta nói đến định lượng ấy, thì chúng ta sẽ hình dung rằng là chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề gọi là làm việc với những cái con số, và nó sẽ đụng chạm đến hai cái khái niệm mà chúng ta sẽ rất hay đụng đến để nói, đó là tổng thể và mẫu. Đấy, thế thì chúng ta biết rằng là để có thể tiến hành một cái nghiên cứu nào đó, bất cứ một cái nghiên cứu nào đó, thì một cách lý tưởng đó là chúng ta sẽ nghiên cứu về tất cả những cái đối tượng mà chúng ta đang quan tâm. Đấy, thế thì chúng ta hình dung rằng là ví dụ như là chúng ta mong muốn là chúng ta sẽ nghiên cứu về cái thành tích của một ví dụ như thành tích của học sinh lớp 2 ở trong cả một tỉnh chẳng hạn, hoặc là cả quốc gia chẳng hạn, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà chúng ta nói đến thành tích lớp 2 ấy, thì khi mà mình nói đến tất cả các em học sinh đang học lớp 2 trên cả nước, thì mình hiểu nó như là một cái tổng thể. Đấy, và cái điều kiện lý tưởng nhất khi mà mình muốn biết xem là cái thành tích của các em học sinh lớp 2 hiện nay, ví dụ như đối với toán, đối với tiếng Việt như thế nào, thì cái việc mà chúng ta triển khai để lấy được dữ liệu, lấy được, đo được cái thành tích đó
của tất cả các em học sinh lớp 2 trên toàn quốc, thì đấy là điều lý tưởng đấy. Và làm được cái điều như vậy thì chúng ta không còn phải suy nghĩ gì về cái chuyện là kết quả đấy nó đúng, nó sai số hay nó như thế nào nữa đấy. Tuy nhiên là trên thực tế thì chúng ta biết rằng là cái việc mà chúng ta làm việc trên tổng thể là nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và cái khó khăn lớn nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy được đó là cái quá trình mà chúng ta thu thập dữ liệu nó sẽ kéo rất dài, và cái thứ hai nữa là cái kinh phí để triển khai cái việc đó là nó không cho phép đó. Và chính vì thế cho nên là đối với những cái nghiên cứu định lượng thì thông thường thì người ta sẽ đúc đến cái vấn đề liên quan đến là chọn mẫu, có nghĩa là người ta không nghiên cứu cả tổng thể mà người ta nghiên cứu trên một cái mẫu nào đó đấy. Thế thì khi mà chúng ta nói đến cái chuyện mẫu thì chúng ta hiểu rằng nó chính là một cái tập con của cái tổng thể mà chúng ta cần đang quan tâm để nghiên cứu đấy. Thế thì một cái tin rất là vui đó là có những cái cách, có những cái phương pháp chọn mẫu đấy, có những cái phương pháp chọn mẫu mà nếu như chúng ta đảm bảo được là thực hiện theo đúng những cái phương pháp, đúng những cái kỹ thuật, đúng những cái yêu cầu như vậy thì thực tế là chúng ta không cần phải thu thập số liệu trên cái tổng thể đó, mà chúng ta chỉ cần là thu thập trên cái mẫu mà chúng ta lựa chọn một cách khoa học ở đó thôi, và sau đó chúng ta hoàn toàn có đủ cơ sở để chúng ta diễn giải cái kết quả đó ra cho tổng thể đấy. Và chính vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta làm việc trên mẫu là một phần là lý do như vậy. Tuy nhiên là không phải lúc nào thì cái mẫu đó nó cũng đại diện cho cái tổng thể, bởi vì nó phụ thuộc vào những cái cách chọn mẫu khác nhau. Thì những cái việc đó là những cái việc mà ở trong những cái khóa học khác thì chúng tôi sẽ đi sâu để mổ xẻ. Nhưng mà chúng ta sẽ hình dung rằng là khi mà nói đến định lượng thì chúng ta sẽ nói đến cái khái niệm về tổng thể này, về mẫu này. Đấy, cái khái niệm tiếp theo ở đây mà chúng ta sẽ hay nói đến đó là chúng ta thu thập số liệu. Đấy, hay nói cách khác là chúng ta xây dựng các cái công cụ để chúng ta khảo sát, chúng ta đo lường, chúng ta đánh giá. Đấy, thế thì cái hai cái thuật ngữ nó liên quan đến cái chuyện khảo sát và đo lường là hai cái mà chúng ta sẽ thấy là gặp thường xuyên. Đấy, thế thì thường thì khi mà ví dụ như là chúng ta hay nói là chúng ta đo lường thì chúng ta nói rằng là chúng ta đo lường cái thành tích của học sinh, hay đo lường về cái động cơ, về thái độ, về niềm tin của một cái đối tượng nào đó, ví dụ như vậy. Đấy, thì hai cái khái niệm là chúng ta hay đụng đến khi mà chúng ta nói đến cái chuyện là thu thập dữ liệu, đó chính là cái khảo sát và đo lường. Và lúc đó thì chúng ta hình dung rằng là khi chúng ta nói khảo sát, khi chúng ta nói đo lường thì chúng ta đã sử dụng một cái công cụ nào đó để chúng ta làm cái công việc này. Thì đấy là cái thứ ba. Cái thứ tư nữa ấy, mà chúng ta cũng sẽ rất hay đụng đến, và đặc biệt là đối với các nước ấy, thì cái hai cái thuật ngữ này có vẻ là nó xuất hiện phổ biến hơn là ở Việt Nam. Tuy nhiên là một cái tin rất vui đó là trong những năm gần đây ấy, thì cái vấn đề liên quan đến độ tin cậy và độ giá trị của một cái công cụ nào đó hay của một cái phép đo nào đó là chúng ta đã bắt đầu để ý đến đối với Việt Nam. Đấy, còn trên thế giới thì những cái công việc mà liên quan đến chuyện là phải xây dựng các cái công cụ mà nó có độ tin cậy, nó có độ giá trị, thì đấy là những cái công việc gọi là một cái bộ phận rất là quan trọng trong cái quá trình thiết kế các cái công cụ đánh giá hoặc là đo lường. Đấy, thì đấy là cái những cái khái niệm mà chúng ta sẽ thường gặp. Và sau đó là chúng ta nói đến dữ liệu này. Khi mà chúng ta nói đến thu thập thông tin thì chúng ta có dữ liệu này, rồi chúng ta nói đến phân tích số liệu này. Đấy, thì ở đây thì chúng tôi đang dùng hai cái từ là dữ liệu và cái thứ hai là phân tích số liệu. Thì chúng ta biết là khi mà thu thập thông tin ấy, khi mà thu thập thông tin thì bằng phương pháp này hay bằng phương pháp khác thì chúng ta có rất nhiều các cái loại dữ liệu khác nhau. Đấy, và ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà nói về định lượng thì thông thường chúng ta hay nói đến cái chuyện là phân tích số liệu, có nghĩa là những cái dữ liệu mà bằng số. Đấy, thì chúng ta nói ở góc độ như vậy. Thế thì khi mà nói đến dữ liệu và phân tích dữ liệu ấy thì nó sẽ có những cái vấn đề sau đây được đặt ra. Một là chúng ta thu thập những cái dữ liệu đó. Đấy, chúng ta thu thập những cái dữ liệu mà tổ chức thu thập như thế nào. Sau khi chúng ta có được cái mẫu đại diện, có một cái mẫu rồi, mẫu học sinh hoặc là mẫu giáo viên rồi, mẫu đối tượng cần để
thu thập số liệu rồi, thế thì chúng ta có công cụ rồi thì chúng ta tiến hành thu thập số liệu như thế nào, thì đấy cũng là một trong những cái khâu mà nó quan trọng. Cái thứ hai đó là làm sạch và kết nối dữ liệu. Đấy, tức là dữ liệu sau khi chúng ta thu về được rồi thì bắt đầu đến cái công đoạn là chúng ta sẽ xử lý, chúng ta sẽ thậm chí là có những cái dữ liệu chúng ta sẽ còn phải xử lý thô, rồi chúng ta chấm điểm, ví dụ như vậy, rồi chúng ta phải làm sạch nó, và thậm chí là chúng ta có thể kết nối dữ liệu giữa những cái đối tượng khác nhau, chẳng hạn như giữa giáo viên với học sinh, hay là giữa học sinh làm đề này với học sinh làm đề khác, ví dụ như vậy, thì sẽ có một cái khâu mà chúng ta sẽ cần phải thực hiện, đó là cái khâu làm sạch và kết nối dữ liệu. Đến cái tiếp theo đó là những cái bắt đầu chúng ta khi mà chúng ta đã có một cái bộ dữ liệu tương đối là gọi là đã sạch rồi, chúng ta dùng cái từ như vậy, thì lúc đó chúng ta sẽ tiến hành một loạt những cái phân tích để xem là những cái đặc điểm hay là xem những cái mối quan hệ của nó như thế nào. Thế thì có bốn vấn đề. Thứ nhất đó là thống kê mô tả, cái thứ hai nữa đó là tương quan và hồi quy, và cái thứ ba nữa là kiểm định giả thuyết, cái cuối cùng đó là phân tích đa biến. Thực chất thì khi mà nói phân tích đa biến thì hồi quy nó cũng là như vậy, nhưng mà ở đây thì chúng tôi muốn tách nó ra, bởi vì là khi nói đến phân tích đa biến thì nó sẽ liên quan đến những cái, một loạt những cái kỹ thuật phân tích nâng cao, và chính vì thế cho nên là trong cái khóa học này thì các anh các chị sẽ được tiếp cận với cái việc là chúng ta sẽ tiến hành cái việc phân tích thống kê mô tả như thế nào. Từ đó thì từ cái thống kê mô tả rồi chúng ta vẽ những cái biểu đồ để thể hiện cái dữ liệu đấy ra sao, và sau đó thì chúng ta sẽ đi đến vấn đề liên quan đến tương quan hồi quy và kiểm định giả thuyết. Đấy thì đấy là những cái vấn đề mà chúng tôi sẽ tập trung trong cái khóa học này. Bây giờ thì chắc là sẽ đi cũng khá nhanh thôi, một cái slide để nói về cái quy trình. Vậy thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem là cái quy trình mà ở các cái học giả ở trên thế giới họ đề xuất nó như thế nào. Thế thì ở đây ấy, thì nó sẽ ở đây thì chúng tôi giới thiệu hai cái mô hình mà chúng tôi cho rằng là nó cũng khá là phổ biến mà nhiều gọi là nhiều học giả tham chiếu đến. Cái thứ nhất đó là của Lodico và cộng sự. Thế thì khi mà nhìn vào mô hình này thì các anh các chị sẽ nhìn thấy là nó rất là đơn giản. Cái mô hình nó rất là đơn giản thôi. Đấy là thứ nhất, đó là đầu tiên nhà nghiên cứu sẽ cần phải đặt một cái câu hỏi nào đó, đưa ra một cái câu hỏi nào đó. Sau đó thì bắt đầu triển khai cái việc là thu thập dữ liệu. Thế thì khi mà chúng ta nói vắn tắt ở đây, đến từ cái chuyện đặt câu hỏi đến thu thập dữ liệu, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là sau khi đặt câu hỏi rồi thì chúng ta sẽ xác định được các cái thông tin mà sẽ cần phải thu thập. Chúng ta sẽ thiết kế các công cụ để triển khai cái việc thu thập dữ liệu, và sau đó chúng ta đi đến cái chuyện phân tích. Từ cái chuyện phân tích dữ liệu này thì chúng ta sẽ đưa đến cái chuyện là báo cáo kết quả, và từ cái kết quả mà chúng ta thu được từ cái phân tích số liệu đó thì nó sẽ tạo ra câu hỏi mới, và từ cái việc tạo ra câu hỏi mới nó lại quay ngược trở lại đến cái khâu thu thập dữ liệu. Và như vậy thì có nghĩa là cái quá trình nghiên cứu định lượng ở đây là một cái quá trình mà nó khép kín, có nghĩa là từ một cái câu hỏi nào đó chúng ta triển khai theo đúng quy trình, và từ cái việc kết quả chúng ta thu được chúng ta sẽ nảy sinh ra những câu hỏi mới, và lúc đó nó cứ đi quay vòng như vậy. Thì đấy là cái mô hình đầu tiên. Cái mô hình thứ hai thì nó cũng rất là nổi tiếng mà chắc là rất nhiều các anh các chị ở đây cũng đã từng nghe đến tác giả này, đó là Creswell. Thì ông ấy đưa ra một cái quy trình như thế này, thì nó sẽ bắt đầu từ cái chuyện là xác định vấn đề nghiên cứu ở đây. Đấy, xác định vấn đề nghiên cứu. Và từ cái chuyện mà xác định vấn đề nghiên cứu thì sau đó đến cái khâu tiếp theo, đó là cái khâu tổng quan về cái nghiên cứu mà cái vấn đề mà chúng ta đang quan tâm ở đó. Đó, và từ cái chuyện tổng quan như vậy thì chúng ta sẽ tìm ra được những cái nó gọi là những cái khoảng trống, hay là những cái gọi là những cái mà những cái thiếu sót, hay là những cái khoảng trống mà chưa được đề cập, chưa được nghiên cứu đến. Và từ đó thì chúng ta sẽ có được các cái câu hỏi nghiên cứu. Và lúc mà có câu hỏi nghiên cứu rồi ấy, thì lúc đó nó bắt đầu đi theo đúng cái quy trình của giống như kiểu Lodico ở bên này đề xuất, có nghĩa là tiếp theo là thu thập số liệu, phân tích số liệu, báo cáo kết quả,
đấy. Và quy trình này cũng là một cái quy trình lặp lại như vậy, tức là khi mà chúng ta có kết quả rồi thì có thể những vấn đề khác nó sẽ nảy sinh. Thế thì qua hai cái phần như thế này ấy, qua hai cái mô hình của hai cái nhóm tác giả như thế này ấy, thì chúng ta thấy là cái nhóm của cái mô hình của Creswell ấy thì nó sẽ thêm hai cái phần đầu tiên, đó là xác định cái vấn đề nghiên cứu và từ đó thì tổng quan nghiên cứu để tìm ra được cái khoảng trống trong nghiên cứu mà mình đang quan tâm đấy. Tuy nhiên là thông qua hai cái mô hình này ấy, thì chúng ta thấy rằng là như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là phân tích dữ liệu nó chỉ là một trong những cái khâu của cái quá trình nghiên cứu thôi đấy. Và khi mà chúng ta nói đến phân tích dữ liệu thì lúc đó chúng ta mới nghĩ đến phần mềm tương ứng để phân tích dữ liệu mà chúng ta đang có đấy. Chính vì thế cho nên là ở đây thì chúng tôi rất là nhấn mạnh đến cái chuyện mà từ trước tới nay thì trong cái quá trình mà chúng tôi giới thiệu, chúng tôi thực hiện những cái công việc chia sẻ những cái thông tin như vậy ấy, về A, về sử dụng A hoặc về sử dụng những cái phần mềm khác thì thông thường thì rất nhiều các anh chị rất là hừng hực khí thế theo cái nghĩa là rất là muốn tìm hiểu cái phần mềm đó nó như thế nào đấy. Nhưng mà ở đây thì qua cái phần này ấy, thì chúng tôi chỉ mong muốn là truyền tải một cái thông điệp là cái việc mà chúng ta dùng một cái phần mềm nào đó nó chỉ phục vụ cho cái khâu phân tích dữ liệu thôi, và cái khâu đó nó chỉ là một trong những khâu trong cái quá trình nghiên cứu đó. Và cái mà ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rõ nhất cái mà đóng vai trò quan trọng nhất đó chính là câu hỏi nghiên cứu. Tức là đầu tiên khi mà chúng ta chưa nói đến chuyện là chúng ta dùng phần mềm nào, chúng ta phân tích dữ liệu ra sao, thì cái việc đầu tiên chúng ta nghĩ đó là một cái câu hỏi nghiên cứu nào đó đấy. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ và nhấn mạnh với các anh chị là như vậy. Và trong cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn tiếp về những cùng nhau thảo luận về cái chuyện là đặt những cái câu hỏi nghiên cứu như thế nào. Cái phần tiếp theo đấy là chúng tôi ở đây thì thế này. Thực ra thì có rất nhiều các cái nhà nghiên cứu ở trên thế giới họ cũng đã đưa ra các cái cách phân loại về các cái dạng câu hỏi nghiên cứu khác nhau. Thì chúng tôi ở trong cái nền tảng Google Classroom, chúng tôi cũng đã để một cái tài liệu đọc thêm. Chúng tôi cho rằng là đấy cũng là một trong những cái tài liệu mà chúng ta có thể đọc. Thì cái phần đầu là cái phần nguyên bản tiếng Anh của họ, và cái phần cuối thì chúng tôi cũng đã tạm dịch, mặc dù cái bản dịch nó cũng sẽ không phải là cái bản hoàn chỉnh hoàn hảo, nhưng mà nó cũng là bản dịch tham khảo để nếu anh chị nào mà không thạo tiếng Anh thì mình có thể mình dùng cái bản tiếng Việt ở sau đó. Thế thì có nhiều cái cách phân loại khác nhau về cái chuyện là vậy thì câu hỏi được đặt ra là nghiên cứu định lượng không phải chỉ có trong khoa học giáo dục đâu, mà trong khoa học xã hội nói riêng, nói chung thì nó sẽ có rất nhiều các cái quan niệm khác nhau về cách phân loại đấy. Và đôi khi cái việc phân loại đó nó sẽ nằm ở cái chỗ là vậy thì cái nghiên cứu của mình ấy là cái nghiên cứu trên từng cái biến một, hay là cái nghiên cứu đó là cái nghiên cứu trên gọi là nghiên cứu đa biến, có nghĩa là xem xét cái mối quan hệ giữa các cái biến với nhau đấy. Thế thì ở đây thì khi mà mình nói đến biến ấy, thì nó sẽ lại có hai loại. Một đó là những cái biến gọi là biến quan sát, những cái biến mà có thể cân đo đong đếm được trực tiếp, và một cái loại biến thứ hai người ta hay gọi là biến ẩn, có nghĩa là cái biến mà chúng ta không thể quan sát được trực tiếp mà chúng ta sẽ phải quan sát, chúng ta sẽ phải đo lường nó thông qua các cái biến cụ thể mà những cái biến đó có thể cân đo đong đếm được đấy. Thì đấy là những cái vấn đề là chúng ta đặt ra tình huống là nghiên cứu ở trên biến đơn hay là biến đôi hay là biến hay là nhiều biến thì nó cũng sẽ liên quan đến chuyện là cái dạng câu hỏi nghiên cứu nó là gì. Thế thì ở đây cái cách phân loại này thì chúng tôi cũng dựa trên một số cái tài liệu mà họ đã có cái đề xuất. Thế thì cái đầu tiên, cái nghiên cứu đầu tiên đó là cái nghiên cứu về thống kê mô tả. Đấy, thống kê mô tả. Thế thì quay trở lại cái slide đầu tiên ấy, thì các chị có thể thấy rằng là cái đầu tiên khi chúng tôi nói đến cái vấn đề là mẫu và tổng thể. Đấy, thế thì nếu như chúng ta đang làm việc ở trên một tổng thể nào đó thì cái việc mô tả này thì chính là
chính là cái mà chúng ta kết luận cho cái tổng thể chúng ta đang quan tâm. Nhưng mà bởi vì là hầu hết các cái nghiên cứu của chúng ta là được tiến hành ở trên một cái mẫu nào đó, một cái số lượng học sinh nhất định nào đó, ví dụ như vậy, hoặc là một cái nhóm đối tượng cụ thể nào đó. Và chính vì thế cho nên là lúc đó ấy, thì cái chuyện mà chúng ta đưa ra những cái thống kê mô tả thì đó chính là những cái thông tin mà nó liên quan đến chính cái mẫu mà chúng ta đang thực hiện để thu thập số liệu. Đó, vậy thì cái nghiên cứu về thống kê mô tả thì nó cũng sẽ rất là đơn giản, bởi vì lúc đó thì nó chỉ là để xem là vậy thì tỷ lệ phần trăm bao nhiêu người, bao nhiêu đối tượng trả lời phương án này, bao nhiêu phương án kia, vân vân. Thì lúc đó chúng ta sẽ đưa ra những cái thông tin nó thuần túy là mô tả và nó không liên quan đến gì đến tổng thể, mà nó chỉ là những cái thông tin đặc trưng cho cái mẫu mà chúng ta đang lựa chọn để thu thập số liệu thôi. Thì đấy là cái thống kê mô tả. Thì cái phần này cụ thể nó ra sao thì chúng ta sẽ được chia sẻ và cùng nhau thảo luận trong cái buổi tiếp theo. Cái dạng câu hỏi nghiên cứu thứ hai đó là nghiên cứu tương quan. Đấy, tương quan tức là gì? Tức là bây giờ mình xét thử xem là giữa hai cái biến thì nó có cái sự tương quan với nhau như thế nào. Đấy, thế thì một cách dễ hiểu nhất đó là gì? Đó là xem mình thử xem là khi mà một cái biến nào đó nó tăng lên thì cái biến còn lại nó tăng hay nó giảm, hay là nó thay đổi như thế nào. Đấy, thế thì ví dụ như là một trong những cái tình huống chúng ta có thể đặt ra, đó là ví dụ như là nếu mà một xu hướng là liệu chăng là học sinh khi học sinh nó học càng học giỏi toán, đúng không? Thì học sinh nó càng học giỏi tin, tức là càng giỏi toán thì càng giỏi tin. Thì ví dụ như điều đấy nó có đúng hay không? Ví dụ như vậy, thì lúc đó chúng ta xem xét là cái sự thay đổi của cái biến này thì cái sự thay đổi của biến kia nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó, thì đấy là cái dạng câu hỏi thứ hai, đó là cái dạng gọi là tương quan, mối quan hệ giữa các cái biến. Một cái dạng nữa đó là cái dạng so sánh. Cái dạng so sánh thế thì so sánh này nó sẽ mang rất nhiều các cái ý nghĩa khác nhau ở đây. Đấy, cái thứ nhất đó là ví dụ như chúng ta có thể so sánh giữa các một cái đặc trưng nào đó giữa các cái nhóm đối tượng khác nhau. Đấy, ví dụ như vậy, hoặc là chúng ta so sánh giữa hai cái đặc trưng nào đó. Đấy, ví dụ như vậy thì đấy là cái bài toán mà chúng ta so sánh giữa các cái biến với nhau, hoặc là giữa các cái nhóm đối tượng khác nhau. Thì đó là cái bài toán thứ ba, là cái bài toán so sánh. Cái bài toán thứ tư đó là những cái bài toán mà nó liên quan đến những cái nghiên cứu về những cái ảnh hưởng của cái yếu tố này lên yếu tố khác. Đấy, hay là ở đây chúng tôi dùng cái từ là dự đoán, có nghĩa là những cái biến này liệu nó có thể phỏng đoán để nó đưa ra được cái dự đoán cho những cái biến khác hay không. Đấy, thì đấy là cái phần liên quan đến ảnh hưởng. Và ở đây ấy, thì rất nhiều các cái tài liệu thì người ta dừng lại ở đây, có nghĩa là người ta dừng lại ở bốn cái dạng câu hỏi nghiên cứu này. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là cái loại thứ năm này thì như lúc nãy chúng tôi có nói ấy, là khi mà chúng ta thiết kế các cái công cụ, khi chúng ta thiết kế các cái công cụ đo lường, công cụ khảo sát, công cụ đánh giá, thì nó có một cái vấn đề được đặt ra khi chúng ta thiết kế một cái công cụ đo nào đó, đó là cái độ giá trị và cái độ tin cậy của chính cái công cụ mà chúng ta đang xây dựng. Đó, vậy thì ở đây nó sẽ liên quan đến chuyện là vậy thì có những cái phương pháp, những cái kỹ thuật thống kê rất là cụ thể để cho phép chúng ta làm được những cái công việc như thế. Đó, thì đấy là cái dạng câu hỏi nghiên cứu mà nếu các anh chị bây giờ trong cái quá trình mình nghiên cứu ấy, mà mình search ở ngay trên cái lĩnh vực của mình thôi, ví dụ như mình search cái thuật ngữ là validation chẳng hạn, hoặc là validate chẳng hạn, validating chẳng hạn, thì các anh chị sẽ thấy và kèm thêm một cái cụm từ mà về chuyên ngành của các anh chị ấy, thì có thể là các anh chị sẽ tìm được vô vàn những cái bài báo đã được công bố về những cái việc là làm thế nào để đánh giá được cái độ giá trị, cái độ tin cậy của một cái công cụ đo nào đấy. Đấy, thì đấy là những cái
cái vấn đề liên quan đến các cái dạng câu hỏi nghiên cứu mà chúng ta thường gặp. Thế thì trong cái khóa cơ bản này thì chúng ta sẽ tập trung vào ba cái phần ở bên này, có nghĩa là phần thống kê mô tả này, cái phần tương quan này, cái phần so sánh này, và một chút ở cái phần dự đoán, ảnh hưởng dự đoán, đó là cái phần hồi quy. Đấy, thì đấy là cái những cái mà chúng ta sẽ tập trung trong cái khóa học này. Bây giờ thì chắc là để thay đổi không khí một chút, bởi vì là chúng tôi cũng nghĩ là nếu mà bây giờ cứ ngồi nói thao thao bất tuyệt như này thì nó cũng sẽ không hiệu quả. Cho nên là bây giờ thì chúng tôi đang có một cái vấn đề như thế này. Có nghĩa là giả sử như là các anh chị hiện nay các anh chị đang có một cái dữ liệu của một nhóm các em học sinh lớp 9. Đấy. Thế thì ví dụ như là mình chỉ có được có ba cái thông tin mà mình đang có thôi. Một đó là giới tính này, giới tính của các em học sinh lớp 9 đó này. Thứ hai nữa là cái thành tích về toán của các em ấy này. Và cái thứ ba nữa là cái thành tích về khoa học, môn khoa học của các em ấy này. Đấy. Thế thì bây giờ chắc là các anh chị thử suy nghĩ một chút, và sau đó các anh chị có thể chat lên cái phần chat ở trên này này. Ở cái phần chat của Google Meet này này. Thì anh chị thử đặt ra một thôi, mình đừng có mỗi anh chị chỉ một thôi. Mình thử xem là mình đặt một cái câu hỏi nghiên cứu mà nó sử dụng các cái thông tin mà các anh chị đang có, tức là mình chỉ có ba cái thôi, một là giới tính này, hai là cái thành tích toán này, ba là cái thành tích khoa học này. Thì bây giờ mình thử đặt một thôi, một câu hỏi thôi, còn một câu hỏi nữa thì ở trong cái phần bài tập của các anh chị sau khi mình kết thúc buổi này ấy, thì nó sẽ có cái phần này. Cho nên là tất nhiên nó không còn chỉ còn là thành tích toán khoa học mà nó còn nhiều thứ khác để các anh chị có thể tha hồ để nghĩ ra được những cái câu hỏi nghiên cứu khác. Nhưng mà ở trong tình huống này thì chúng tôi chỉ đặt ra là có ba cái biến như thế này thôi. Đấy, thì bây giờ chắc là xin mời các anh chị mình sẽ dành độ khoảng 5 phút thôi ạ. 5 phút mình thử đặt ra một câu hỏi, và sau đó thì các anh chị có thể mỗi người mình chat, mình để vào trong cái ô chat của Google Meet này. Vâng, xin mời các anh chị. Từ những cái thông tin là giới tính này, thành tích toán và thành tích khoa học. Vâng, một số câu hỏi rất hay ạ. Xin mời các anh chị khác, mình cứ cố suy nghĩ và mình cứ đặt ra câu hỏi thôi ạ. Ở đây mình sẽ không có đánh giá là câu hỏi này như thế này, câu hỏi này kia như thế kia đâu. Cho nên là các anh chị cứ thoải mái, mình cứ thử đi. Bởi vì là khi mà mình đặt được những câu hỏi như vậy ấy, thì lúc đó thì cái việc mà sau này khi mà mình tiến hành, mình phân tích, mình xử lý thì nó sẽ phải gắn liền với cái việc là trả lời câu hỏi. Thì thông qua cái mô hình lúc nãy thì các anh chị sẽ nhìn thấy rõ cái điều đấy rồi, đúng không ạ? Ở đây thì có những cái câu hỏi sau đây thì chúng tôi thấy có vẻ là rất là ổn rồi này. Ví dụ như là cái có sự khác biệt về năng lực toán học hay là về thành tích toán học giữa học sinh nam và học sinh nữ hay không? Theo chúng tôi là đánh giá là một câu hỏi nghiên cứu tốt, đúng không ạ? Tức là mình đặt ra câu hỏi là nó có cái sự khác biệt hay không? Đấy, bây giờ một cái nhóm là nam, một cái nhóm là nữ. Vậy thì nó có cái sự khác biệt không về thành tích của nam và nữ? Đấy, thì mình thấy rằng là đây có thể là một cái bài toán liên quan đến so sánh giữa hai cái nhóm đối tượng với nhau. Đấy, và tương tự như vậy thì có rất nhiều các anh các chị khác cũng diễn đạt nó khác đi một chút thôi, nhưng mà nó đều phản ánh cái chuyện là khác biệt giữa học sinh nam và học sinh nữ đối với một cái thành tích toán hoặc là thành tích khoa học. Đấy, thế thì có những cái cách mà các anh chị ở đây có thể đưa ra một kiểu khác. Đấy, chẳng hạn như là có phải là học sinh nam thì giỏi toán và có thành tích khoa học cao hơn học sinh nữ hay không? Đấy, cao hơn học sinh nữ hay không? Thế thì đối với những cái câu hỏi như vậy ấy, thì các anh chị sẽ thấy rằng là nếu như mà mình gộp hai cái là thành tích toán và thành tích khoa học lại với nhau, đúng không ạ? Và chúng ta đặt ra câu hỏi là liệu học sinh nam có phải là sẽ có thành tích toán và khoa học cao hơn so với học sinh nữ hay không? Thì lúc đó cái bài toán của chúng ta nó sẽ rơi vào một cái tình thế là nó sẽ rơi vào tình thế khó, đúng không ạ? Khó ở chỗ là có thể là học sinh nam giỏi toán hơn học sinh nữ, nhưng mà học sinh nam lại không giỏi khoa học bằng học sinh nữ chẳng hạn. Ví dụ như vậy. Cho nên là khi mà chúng ta đưa ra cái câu hỏi nghiên cứu ấy, nếu như chúng ta gộp nó lại như vậy thì chúng ta sẽ phải tính đến cái phương án như thế. Cái phương án mà liệu chúng ta có thể gộp lại được như vậy hay không? Và cái bài toán nào
cái từ cái việc mà mình đặt câu hỏi như vậy ấy, thì nó mới dẫn tới cái việc là vậy thì mình sẽ sử dụng cái kỹ thuật phân tích nào để trả lời, để đưa ra cái thông tin để trả lời cho cái câu hỏi đó. Đấy, thế thì ở đây một cái phần nữa ấy, một cái phần nữa thì các anh các chị có đưa ra, đúng rồi, mình đó là khi mà mình nói đến cái chuyện giới tính thì có thể là nam hoặc nữ, thì là cái sự khác biệt giữa các cái nhóm học sinh. Nhưng ở đây có một cái câu hỏi của một anh chị ở đây, đó là mình có thể đặt ra câu hỏi đó là còn cái nó có liệu nó có mối quan hệ, có mối cái mối tương quan giữa cái gọi là giữa cái thành tích toán và cái thành tích khoa học. Có nghĩa là mình không đụng đến vấn đề giới tính ở đây nữa, mà mình xem là cái mối quan hệ giữa cái thành tích toán và cái thành tích khoa học. Đấy, thế thì khi mà mình ví dụ như là khi mà mình nói về cái gọi là đặt ra là cái mối quan hệ giữa thành tích toán và thành tích khoa học ấy, thì ở đây cái thứ nhất đó là mình có thể mình xem thử là cái sự tương quan giữa hai cái điểm số này như thế nào. Đấy, và cái thứ hai mình cũng có thể nghĩ đến đó là mình sẽ xem thử là vậy thì cái biến này và cái biến này là cái thành tích toán, nó có phải là một cái biến mà có thể để dự đoán cái điểm của khoa học hay không, hay nói khác là điểm liệu có thể dùng điểm toán để dự đoán được cái điểm của khoa học hay không, hoặc là ngược lại. Đấy, ví dụ như vậy thì đến những cái buổi tiếp theo khi chúng ta đụng đến chuyện tương quan liên quan đến hồi quy thì chúng ta sẽ bàn luận với nhau kỹ hơn về những cái câu chuyện như vậy. Đấy, tuy nhiên ở đây ấy, thì nó sẽ có một số cái câu hỏi mà các anh chị ở đây đưa ra thì cũng chưa hình dung rõ được là các anh chị, ví dụ như là mình có một cái câu ở đây đó là giới tính có ảnh hưởng tới thành tích môn toán của học sinh hay không. Đấy, thì chưa hiểu rằng là cái dụng ý ở đây để đưa ra câu hỏi này là gì. Đấy, tức là xem như là giới tính là một biến, và xem thử là cái biến đó nó ảnh hưởng đến cái thành tích toán của học sinh ra sao. Thì ở đây có thể một anh chị, bởi vì ở đây không phải là một anh chị học viên đâu, mà ở đây là đang có 5 6 anh chị học viên đã đưa ra cái câu hỏi tương tự như vậy. Có nghĩa là xem cái sự ảnh hưởng của giới tính đến cái thành tích của môn toán hoặc là môn khoa học. Thì có anh chị nào ở đây có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mình khi mà mình đặt cái câu hỏi đó được không ạ? Tức là cái câu hỏi đó tức là khi anh chị đặt câu hỏi đó thì anh chị đang nghĩ như thế nào? Cái ý cụ thể của các anh chị ở đây là như thế nào? Các anh chị có thể chia sẻ cái phần đó không ạ? Anh Phước đúng không ạ? Xin chào các thầy cô ạ. À vâng, dạ. Em là Phước Hiền ạ. À rồi. Dạ vâng. Vâng, chào cô Hiền. Câu hỏi này là em đưa ra. Đó là giới tính ảnh hưởng tới thành tích học tập môn toán của học sinh không? Thì trong suy nghĩ của em là em muốn đưa ra là muốn xem là giới tính nam liệu rằng là có thành tích học tập tốt hơn giới tính nữ hay không ấy ạ. Rồi. Ok. Nếu như mà mình đặt ra câu hỏi là tức là đặt ra vấn đề là mình muốn nghiên cứu cái sự khác biệt giữa nam và nữ về thành tích toán hoặc là thành tích khoa học thì có thể là mình sẽ đặt cái câu hỏi nó rõ ràng như thế. Đấy, còn đến cái phần mà liên quan đến cái ảnh hưởng của giới tính mà lên thành tích toán ấy, thì nếu như mà chúng ta phát biểu như vậy ấy, thì nó còn mang một cái hàm nghĩa khác nữa. Đấy, thì cái hàm nghĩa đấy thì nó lại thuộc về một cái kỹ thuật phân tích nâng cao, thì có thể là chúng ta sẽ bàn luận thêm. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng đang hình dung rằng là với các anh các chị cũng đang nghĩ như vậy, có nghĩa là khi mà nói về cái sự ảnh hưởng của giới tính lên cái thành tích toán thì mình chỉ đang muốn xem thử là vậy thì có cái sự khác biệt giữa hai cái nhóm nam và nhóm nữ hay không. Đấy, thì chúng tôi cũng nghĩ là nó sẽ đi theo cái chiều hướng như vậy nhiều hơn. Bây giờ thì chắc là sẽ chúng ta cứ tạm dừng ở đây. Chúng tôi đã có hết tất cả những cái câu hỏi này, những cái câu hỏi nghiên cứu của các chị ấy, thì để dễ hơn cho cái quá trình chúng ta tương tác và chúng ta trao đổi thảo luận, thì chúng tôi sẽ post cái hệ thống các cái câu hỏi nghiên cứu này lên ở trên cái nền tảng Google Classroom của chúng ta.
và sau đó thì có thể là trong cái quá trình đó các anh các chị có thể vào, mình có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận thêm để cùng nhau chúng ta cùng cùng gọi là để cho sau đó thì chúng ta có thể rút ra được những cái cách mà chúng ta có thể đặt được cái câu hỏi nghiên cứu tốt ở đó. Đấy, thì đấy là cái phần liên quan đến đến đoạn này. À, cho đến đây thì xin hỏi là các chị học viên có đặt ra câu hỏi gì không ạ? Mình quên đi cái phần liên quan đến đặt câu hỏi nghiên cứu về thảo luận này, nhưng mà về chung thôi, tức là từ đầu đến giờ ấy thì các chị có câu hỏi gì không ạ? Có thêm một thông tin nữa, có thêm một thông tin cũng rất chia sẻ rất rất thật lòng với tất cả các anh các chị ở đây. Đó là chúng tôi đã, trong số những người đang ngồi ở đây ấy, thì chúng tôi đã nhận được cái phản hồi là thế tại sao lại tổ chức khóa học mà học phí nó lại rẻ như vậy. Vậy thì xin chia sẻ rất thật với tất cả các anh chị ở đây, đó là ở ban nghiên cứu đánh giá giáo dục chúng tôi thì xác định đây là như là một cái nhiệm vụ mà chúng tôi sẽ thực hiện cho cái việc là sẽ có những cái nhóm học viên, mà đặc biệt là đối với những cán bộ nghiên cứu về trong lĩnh vực khoa học giáo dục, và ở đây thì có khá nhiều các anh chị đang là học viên cao học và nghiên cứu sinh, thì chúng tôi cũng rất mong muốn là chúng tôi sẽ truyền tải đến những cái thông điệp cho các anh các chị, và cái việc mà chúng tôi thu học phí ấy, là bởi vì với kinh nghiệm hơn 1.5 năm vừa qua khi chúng tôi làm tất cả mọi thứ là miễn phí thì tất cả các anh các chị đều ngồi yên và nghe và không hề có một câu hỏi gì cả. Đấy, và chính vì thế cho nên là sau đó thì kể cả một số cán bộ ở viện chúng tôi thì sau khi mà nghe xong về và sau đấy cũng không tha thiết và cũng coi như là nó cũng quên đi. Đấy, và chính vì thế cho nên là cái phần mà liên quan đến chuyện các anh chị ở đây đã nộp tiền ấy, thì các anh chị sẽ chúng tôi chỉ với một cái hy vọng là chúng tôi sẽ nhận được những cái câu hỏi từ phía các anh các chị, bởi vì đây nó sẽ phục vụ cho những cái mục đích rất là sát sườn. Đấy, cho nên là nếu như đến thời điểm này mà các anh chị chưa có câu hỏi gì thêm ấy thì đấy là điều mà chúng tôi sẽ ghi nhận. Nhưng nếu như trong cái quá trình mà chúng tôi trong suốt cái khóa học này, nếu như các anh chị có bất cứ một cái câu hỏi gì liên quan đến những cái nội dung mà chúng tôi chia sẻ thì rất mong là các anh chị cứ đặt câu hỏi một cách rất là thoải mái, bởi vì là chúng tôi cũng xác định là chúng tôi cũng không phải là những người biết hết tất cả mọi chuyện. Đấy, mà chúng tôi với gọi là với một cái tâm thế là chúng tôi là những người cũng đã từng tìm hiểu, chúng tôi cũng đã từng sử dụng và từng học, mà sau một thời gian thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng tôi có thể chia sẻ được với các anh các chị những cái điều mà chúng tôi biết, chúng tôi đã học được. Đấy, chứ còn chúng tôi cũng nghĩ rằng là sẽ có những cái câu hỏi của các anh các chị chúng tôi cũng chưa chắc đã có được những cái câu trả lời thấu đáo. Tuy nhiên là chúng tôi rất khuyến khích là các anh các chị mình, nếu như mà trong quá trình học tập ở đây mà chúng ta có một cái câu hỏi nào đấy, chúng ta cứ mạnh dạn, bởi vì theo quan điểm cá nhân của tôi thì mình sẽ không có những cái câu hỏi không tốt, bởi vì sẽ tùy vào cái mức độ mà các anh các chị đang có hiện tại thì sẽ có những cái câu hỏi từ đơn giản đến phức tạp. Tuy nhiên là chúng tôi cũng rất mong muốn là anh các chị cứ đặt câu hỏi thoải mái đấy, để cho lớp học của chúng ta nó cũng sinh động hơn, chứ nó cứ để một người nói và sau đấy chúng ta cứ lặng lặng như vậy thì cũng lớp học nó cũng sẽ rất là trầm. Thì đấy, thì cũng xin được chia sẻ thêm với các anh chị như vậy. Chắc là nếu mà như vậy thì tôi sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo, bởi vì tôi nghĩ là tất cả các anh các chị ở đây ngồi và sẽ chờ đến cái phần này, đó là chúng ta sẽ nói đến phần mềm, đúng không ạ? Phần mềm, và đặc biệt là cái phần mềm A. Vậy thì trước khi sang A thì tôi cũng xin được giới thiệu với các anh các chị một số cái phần mềm thông dụng mà liên quan đến chuyện phân tích thống kê. Thì cái phần mềm đầu tiên mà các anh các chị đã biết, chắc là đã rất là quen thuộc, đó chính là cái phần mềm SVSS. Đấy, thế thì cái phần mềm SVSS ấy thì là một cái phần mềm mà rất là phổ biến, và đến thời điểm này thì có thể nói là trong, đặc biệt là trong khoa học giáo dục của mình ấy, thì chúng tôi thấy rằng là có vẻ như là SVSS hiện nay vẫn đang chiếm một cái thế thượng phong, có nghĩa là rất nhiều các cái nhóm nghiên cứu và các cái nhà nghiên cứu về khoa học giáo dục khi đụng đến vấn đề xử lý số liệu thì đều dùng SVSS. Tất nhiên là ngoài Excel thì sử dụng SVSS.
đấy, và chính vì thế cho nên là cái SPSS nó đang trở nên rất là phổ dụng rồi. Tuy nhiên là ở đây thì chúng tôi đưa ra có ba cái nội dung. Cái thứ nhất đấy là chúng ta thấy rằng là cái SPSS thì nó là những cái thao tác mà nó rất là thân thiện với người dùng, chúng tôi hay dùng cái từ như vậy, có nghĩa là chúng ta cứ kéo thả các cái chức năng, các cái tính năng của nó theo các cái hộp thả xuống và những cái lựa chọn cụ thể để đưa ra những cái phân tích cụ thể đấy, thì có vẻ như là chúng ta sẽ quen với những cái điều như vậy đó. Và chính vì những cái tính năng như vậy, nó giống như ở Word, nó giống như ở kiểu Excel, nó giống như kiểu ở PowerPoint đấy, và chính vì thế cho nên là nó quen thuộc hơn với chúng ta đấy, thì đấy là những cái mà chúng tôi cho rằng là đấy là những cái lợi thế của cái phần mềm SPSS. Và chúng ta cũng, nếu mà ở đây các anh chị dùng SPSS lâu ấy, thì chúng ta sẽ biết rằng là SPSS thực chất ấy, thì nó cũng có lệnh, nó cũng có thể dùng lệnh, chứ nó không phải là chỉ có kéo thả. Thì ở trong SPSS người ta hay gọi là syntax đấy, thì nó cũng là một cái phần mà chúng ta, nếu chúng ta không muốn kéo thả như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể gõ các cái lệnh tương ứng và sau đó thì chạy những cái lệnh đấy, sẽ có trong suốt cái quá trình mà chúng ta thực hành ở đây, thì chúng tôi cũng có những cái dự định là chúng tôi cũng sẽ show để cho các anh chị nhìn thấy được những điều như vậy đấy. Tuy nhiên là một trong những cái mà chúng ta sẽ thấy là cái SPSS nó không được gọi là cái nhược điểm của SPSS, đó chính là cái phần mềm thương mại đấy. Phần mềm thương mại thì tức là nó có bản quyền, và cái phần mềm, khi mà phần mềm có bản quyền, và chúng tôi biết là SPSS thì chúng ta phải mất rất nhiều tiền nếu mà chúng ta muốn dùng một cái bản mà có bản quyền ấy, thì chúng ta sẽ phải mất rất nhiều tiền để có thể mua nó. Thế thì hiện nay thì có thể là ở một số viện nghiên cứu và một số trường đại học thì họ đã mua cái phần mềm như vậy để dùng chung, có nghĩa là không phải mua theo dưới dạng cá nhân mà mua dưới dạng tập thể dùng chung, thì có thể là cái phí của nó cũng cao, nhưng nó không đến mức như là phí cho nếu mà tính theo đầu của mỗi người sử dụng đấy. Tuy nhiên là một cái thực trạng nữa, đó là chúng ta biết là SPSS hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta cũng đã rất nhiều những người, cũng những nhà nghiên cứu, họ cũng đang dùng những cái phần mềm được bẻ khóa, có nghĩa là phần mềm mà đã sau khi đã bẻ khóa rồi đấy, thì rõ ràng là ví dụ như chúng ta muốn công bố một cái bài báo nào đấy chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta nói rằng là chúng ta dùng SPSS thì chúng tôi vẫn gọi là vẫn thiên về cái xu hướng là khi chúng ta nói là chúng ta dùng một cái phiên bản SPSS nào đó cho cái việc phân tích dữ liệu để chúng ta viết một bài báo, thì hy vọng và sự kỳ vọng đó là chúng ta sẽ dùng cái phần mềm SPSS có bản quyền, ví dụ như vậy đấy. Thì đấy là cái phần mềm đầu tiên là SPSS. Cái phần mềm thứ hai mà đối với giáo dục thì chúng tôi cũng không nhìn thấy nhiều người dùng, nhiều nhóm dùng lắm, đó là Stata đấy. Stata thì cái xu hướng chủ yếu đó là các cái nước châu Âu cũng như là Mỹ thì người ta hay đụng đến cái Stata này đấy. Thì Stata này ấy, thì nó có một cái đặc điểm đó là nó dùng lệnh đấy, nó và như vậy chúng ta sẽ thấy là nó sát với A đây rồi đây, nó dùng lệnh. Và cái thứ hai nữa ấy, đấy là nó cũng là phần mềm thương mại đấy, Stata là như vậy. Thế thì ở đây thì cũng đã có một số anh chị ở đây đã được tham gia một cái khóa tập huấn của Viện Khoa học Du lịch Việt Nam về phân gọi là về cái nghiên cứu tác động, đúng không? Nghiên cứu tác động thì của giáo sư Po, thì mình cũng biết là mình đã được thực hành và sử dụng cái phần mềm Stata cho cái phân tích tác động đó. Cái phần mềm thứ ba thì tôi hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm gì về nó, đấy là SAS. Và nhưng theo tôi biết thì nó cũng là phần mềm gọi là phần mềm thương mại và cũng sử dụng lệnh. Và ngoài ra thì nó sẽ có một số cái phần mềm mà để nó phân tích những cái gọi là những cái mô hình rất là cụ thể, và hầu hết những cái phần mềm này thì đều là phần mềm thương mại, có nghĩa là tất cả những cái phần mềm này chúng ta đều phải mua đấy. Và ví dụ như Conquest thì nếu như mà các thầy cô, các anh chị mà đã quen với lý thuyết ứng đáp câu hỏi chẳng hạn, trong trong việc phân tích các cái câu hỏi thi
rồi các cái gọi là các cái câu hỏi để đo những cái thuộc tính về tâm lý về giáo dục nào đó thì chúng ta đã rất là quen thuộc với cái phần mềm ConQuest của ACEA đấy, hoặc là M Plus đấy, hoặc là Smart PLS ví dụ như vậy. Thì đây là những cái phần mềm mà nó gọi là những cái để phân tích nâng cao đấy, cho những cái kỹ thuật phân tích nâng cao, nhưng mà để chúng ta biết là nó sẽ có những cái phần mềm kiểu như vậy đó. Thế thì nói như vậy để làm gì? Nói như vậy chỉ để từ nãy giờ cứ nói là cứ thương mại này rồi dùng lệnh rồi tất cả mọi thứ ấy, thì cũng chỉ để dẫn tới cái việc là bây giờ giống như kiểu là một người đi marketing ấy, kiểu thế, để thuyết phục các anh chị là nếu mà các anh chị đã quan tâm thì các anh chị có thể dùng một cái sản phẩm mà ở đây cụ thể nó chính là phần mềm A đấy. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là nó có 5 cái đây, nó có 5 cái mà ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh đến để nói với các anh chị đấy là lý do tại sao mình lại dùng A đó. Thì cái đầu tiên ở đây ấy, đó là A là nó miễn phí, A là một cái phần mềm mã nguồn mở đấy, và nó do một cái cộng đồng những cái nhà khoa học, những cái nhà thống kê xây dựng nên đấy, một cái phần mềm. Và cái phần mềm này là một cái phần mềm hoàn toàn miễn phí, khi chúng ta dùng nó thì chúng ta không cần phải quan tâm đến là ở cái vi phạm bản quyền hay là crack hay là cái gì cả, mà ở đây nó là một phần mềm hoàn toàn miễn phí đấy. Thế thì cái việc miễn phí đó nó giúp cho ta tự tin khi mà chúng ta sử dụng, và chúng ta không phải xin phép bất kỳ một ai đó. Và chính vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta sử dụng, chẳng hạn như chúng ta giới thiệu, chúng ta download nó về để chia sẻ tất cả mọi thứ, chúng ta không cần phải lo lắng gì cả đó. Thì đấy là cái gọi là cái ưu điểm đầu tiên mà mình có thể dùng A là như vậy. Cái thứ hai ấy, đấy là cái phần mềm A này nó rất là linh hoạt, nó linh hoạt. Thì cái thứ nhất ấy, đó là bây giờ nếu như các anh chị đang sử dụng các cái phần mềm khác như là SVSS, như Stata, như SAS, thậm chí như Excel, các cái phần mềm khác, thì khi mà các anh chị chuyển sang A ấy, thì A hoàn toàn có thể đọc được tất cả những cái file dữ liệu mà các anh chị đang có đấy, với những cái định dạng khác. Có nghĩa là chuyển từ như vậy, chúng ta khi mà chúng ta chuyển, hình dung là chúng ta chuyển từ một cái ngôi nhà này sang cái ngôi nhà A này ấy, thì nó tương thích được cái chuyện đó, và nó có những cái lệnh để chúng ta có thể không phải quan tâm đến chuyện là ở thế thì tất cả mọi thứ đều phải chuyển, di chuyển tất cả mọi thứ, mà A nó có thể giúp chúng ta đọc được những cái file dữ liệu mà chúng ta đang sử dụng đối với những cái phần mềm thống kê khác. Thì đấy, đấy là cái ý về chuyện linh hoạt. Cái một trong những cái ý linh hoạt nữa ấy, đó là gì? Đó là đối với cái phần mềm A ấy, bởi vì là chúng ta sẽ thực hiện nó dựa trên những cái gói lệnh khác nhau. Có nghĩa là do rất nhiều các cái nhóm tác giả khác nhau, và họ có thể xây dựng nên các cái gói. Và mỗi một cái gói lệnh như vậy trong A ấy, thì nó giải quyết cho mình một cái bài toán nào đó. Và khi mà chúng ta có một cái bài toán nào đó mà mang tính tổng thể ấy, thì chúng ta có thể giải quyết được trọn vẹn cái bài toán đó chỉ cần sử dụng phần mềm A. Thì đấy là cái ý thứ hai của cái chuyện linh hoạt. Nói như thế thì nó vẫn là trừu tượng. Thì ở đây chúng ta biết là chẳng hạn như là khi chúng ta sử dụng SVSS đấy, SVSS thì nếu như mà chúng ta không phải là cái phần bản SVSS có bản quyền á, thì chúng ta cũng không thể thêm được những cái add-on, những cái add-in, tức là những cái phần mềm bổ trợ cho nó đấy. Và chính vì thế cho nên là chúng ta chỉ sử dụng được những cái tính năng rất là cơ bản của SVSS thôi. Thế thì khi mà chúng ta đụng đến một cái bài toán, chẳng hạn như cái bài toán về một cái mô hình tương tác giữa các cái biến ẩn với nhau chẳng hạn, mà ở đây một cái thuật ngữ mà đối với phân tích nâng cao chúng ta hay dùng là một cái mô hình SEM chẳng hạn, ví dụ như vậy, thì nếu như mà đấy là một cái bản SVSS mà là một cái bản crack và mình chỉ có được những cái tính năng cơ bản ấy, thì những cái phần mềm kiểu những cái bản SVSS kiểu như vậy thì không thực hiện được những cái phân tích như thế đấy. Thì nếu như chúng ta có bản quyền, chúng ta có thể mua thêm một cái gói nhỏ, nó gọi là Amos chẳng hạn, thì lúc đấy chúng ta mới thực hiện được
Nhưng mà về cơ bản là một cái có những cái kỹ thuật phân tích thì trong nội bộ của SPSS là không giải quyết được. Đấy, ví dụ như vậy thì A nó giúp cho chúng ta giải quyết được những bài toán như thế thông qua các cái gói lệnh cụ thể chúng ta dùng. Đấy, thì cái tính linh hoạt ở đây thì chúng ta có thể hình dung là nó là như vậy. Đấy, cái một trong những cái ưu thế nữa của A đó là đồ họa. Trong trong buổi tới thì các anh chị sẽ được tận mắt để thực hành và làm việc ở trên những cái đồ họa này, khi mà chúng ta có thể thay đổi chỉnh sửa đường nét rồi màu sắc rồi độ dài độ rộng vân vân, tất cả những cái yếu tố đó, và thậm chí là liên quan đến vấn đề đồ họa thì thậm chí chúng ta còn có thể sử dụng được những đưa ra được những cái gọi là những cái biểu đồ mang tính động rồi thay đổi vân vân, tất cả những cái đó thì A đều có thể hỗ trợ được những cái việc kiểu như vậy cho các anh chị. Và ở đây ấy, thì nó còn thêm một cái vấn đề nữa, đó là thông thường ấy, thì đối với một cái nghiên cứu định lượng thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải có những cái báo cáo. Trong cái báo cáo đó thì nó sẽ có những cái phần liên quan đến phần lời, liên quan đến biểu đồ, liên quan đến công thức, liên quan đến các cái kết quả bảng biểu vân vân. Thế thì ngay ở trong A thôi thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được những cái điều như vậy. Đấy, và chúng ta không cần bất cứ một cái phần nào khác như là Word hay là một cái bản, gọi là một cái phần mềm hỗ trợ nào về văn bản cả, mà chúng ta hoàn toàn có thể làm được cái việc đấy trong A. Và thậm chí là A nó có những cái công cụ để chúng ta có thể viết những cái báo cáo đánh giá, báo cáo khảo sát, báo cáo nghiên cứu một cách rất là đầy đủ. Đấy, và không mình không nhất thiết mình phải sử dụng những cái phần mềm gõ văn bản như Word mà chúng ta vẫn đang hay sử dụng nữa. Đấy, thì đấy là cái liên quan đến đến phần mềm A. Và có hai cái đặc trưng nữa, đó là cái tính cập nhật, bởi vì là chúng ta biết là đối với cái phần mềm mã nguồn mở ấy thì nó có một cái đặc điểm rất là hay, đó là nó liên tục được cập nhật. Đấy, nó liên tục được cập nhật, và cái sự cập nhật này thì là nó sẽ cập nhật mỗi khi mà nó phát hiện ra rằng là có một cái chức năng gì đó nó đã bị lỗi thời, hoặc là có một cái kỹ thuật phân tích nào đó mà được cập nhật. Ví dụ như những cái thành tựu của khoa học xác suất và thống kê, khi người ta nghiên cứu ra những cái thành tựu để có những cái ước lượng chính xác hơn, ví dụ như vậy, thì ngay lập tức có những cái gói họ cập nhật lại, họ áp dụng những cái thành tựu đó vào những cái gói các cái gói gói lệnh của mình, và từ đó thì mình người người sử dụng có thể hoàn toàn có thể cập nhật cái phiên bản mới nhất để có được những cái ước lượng tốt hơn. Đấy, ví dụ như vậy, thì cái tính cập nhật của các cái gói lệnh cũng như là bản thân cái phần mềm A là cái mà người ta sẽ làm thường xuyên. Thì chẳng hạn như cái bản mà phiên bản cách đây 2 tuần thì chúng tôi có một cái báo cáo chia sẻ ở một cái chuỗi seminar của Tạp chí Giáo dục và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cũng như Đại học Giáo dục và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 phối hợp tổ chức ấy. Thì tại thời điểm đó thì chúng tôi đang đang sử dụng và giới thiệu với các đại biểu là cái phiên bản là 4.1.3 của A. Thế thì đến hôm nay khi mà chúng ta sử dụng thực thực hiện cái lớp này ấy, thì hiện nay thì A đã ra được cái phiên bản 4.2 rồi. Đấy, và như vậy thì có nghĩa là để một cái minh chứng để cho các anh chị thấy rằng là luôn luôn được cập nhật. Đấy, và khi cập nhật như vậy thì chúng ta sẽ thấy là những cái thành tựu mới nhất của khoa học thống kê và xác suất sẽ được ứng dụng vào đây. Đấy, và chính vì thế cho nên là nó sẽ ngày càng nâng cao cái gọi là cái chất lượng của cái phân tích dữ liệu, và cái độ chính xác của nó sẽ càng ngày càng cao hơn. Đấy, thì đấy là cái tính cập nhật. Và một phần nữa đó là cái tính cộng đồng, tức là A có một cái cộng đồng sử dụng rất là lớn, và hiện nay thì kể cả đối với ở Việt Nam, không không chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam hiện nay thì cái cộng đồng những người mà sử dụng A cũng cũng là một cũng là một cái khối lượng một số lượng rất lớn, và đặc biệt là đối với khối ngành kinh tế rồi y khoa thì hiện nay là cái cộng đồng này là một cái cộng đồng rộng lớn. Và đối với giáo dục thì hiện nay chúng ta cũng đã bắt đầu hình thành những cái nhóm, và trong trong một số cái nhóm nghiên cứu đó thì chúng ta cũng đã bắt đầu sử dụng A thay vì cái việc là sử dụng SPSS hay là những cái phần mềm khác.
Đấy thì đó là cái tính cộng đồng nó thể hiện ở cái chỗ như vậy. Cái bảng sau đây thì chúng tôi lấy từ GitHub là một trong những cái trang cũng rất là nổi tiếng sau cái trang chính chính thống của A, thì cái bảng sau đây sẽ giới thiệu cho các anh chị ở đây một cái bức tranh. Có nghĩa là nhìn vào đây nó hơi nhỏ một chút, nhưng mà có thể là các anh các chị hình dung rằng là những cái năm mà ví dụ như là 1987, 88, 1997 ấy, từ 1997 đến 2000 ấy, thì các anh các chị có thể thấy là cái độ dưới đây này, thì các anh các chị có thể thấy rằng là cái gói lệnh ở trong trong A ấy, thì nó rơi độ khoảng 500 thôi, 500 gói đến 1000 gói thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ đến năm 2021 này ấy, 2020 2021 ấy, thì cái số lượng gói bây giờ hiện tại bây giờ ấy thì nó rơi độ tầm độ khoảng 20.000, tức là 20.000 gói. Đấy thì các anh các chị thấy rằng là nếu bây giờ mình ngồi mình nghĩ lại ấy, thì mình thấy rằng là các cái phân tích thống kê của mình ấy thì nó cũng có rất rất nhiều các cái kỹ thuật phân tích khác nhau. Đấy, và từ đó thì nó nảy sinh ra là có rất nhiều các cái gói lệnh khác nhau để nó phục vụ cho các cái kỹ thuật phân tích đó. Tuy nhiên là ở đây nó còn có thêm một cái đặc điểm nữa, đó là cùng một cái phân tích thống kê nào đó nhưng mà nó sẽ có nhiều gói lệnh và do nhiều nhóm khác nhau họ phát triển. Đấy, thế thì đến đây ấy, thì nó sẽ đặt ra một cái câu hỏi, nó sẽ đặt ra một câu hỏi rất lớn, đó là vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào? Chúng ta sẽ lựa chọn như thế nào về cái gói mà chúng ta sẽ dùng, bởi vì nó rất là nhiều. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn sử dụng cái thống kê mô tả thì chúng ta cũng có vô vàn các cái gói lệnh mà chúng ta có thể sử dụng để phân tích cho thống kê mô tả. Rồi ví dụ như vẽ biểu đồ cũng thế, rồi phân tích tương quan hồi quy, rồi xem, rồi phân tích IAT, tất cả thì nó có vô vàn các cái gói. Vậy thì chúng ta cứ 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 có một cái cách mà hiện nay chúng tôi cũng cũng xác định, đó là chúng tôi hay gọi là cứ đi theo chân người khổng lồ thôi. Ví, cụ thể là thế nào, có nghĩa là hàng hàng 20.000 gói ở đó, nhưng mà mình chỉ quan tâm là ví dụ như là có những cái bài báo mà được công bố trên những cái tạp chí có uy tín và người ta sử dụng những cái gói lệnh này, những cái gói lệnh kia cho cái phân tích mà mình đang quan tâm chẳng hạn, thì mình sẽ lựa chọn cái gói như vậy. Thế thì ở đây cũng cũng minh chứng cho cái điều này ấy, thì ví dụ như là trước đây thì chúng tôi hay sử dụng cái phần mềm Conquest để phân tích, gọi là phân tích cái chất lượng của các cái câu hỏi thi đấy, ví dụ như vậy. Thế thì khi mà chuyển sang A ấy, thì chúng tôi cũng biết là có một cái gói lệnh nó gọi là TAM, TAM, thì đấy là một cái gói lệnh mà hầu hết các cái, và cùng một cái nhóm tác giả mà xây dựng Conquest cũng là cái nhóm tác giả mà xây dựng nên cái gói lệnh tham đấy. Và cái gói lệnh tham đấy thì nó hầu như là nó có đầy đủ các cái kỹ thuật phân tích mà Conquest có đấy, ví dụ như thế. Nhưng đến khi mà cách đây 6 tháng, khi chúng tôi có một cái báo cáo chia sẻ ở một cái seminar về thống kê ứng dụng, thì chúng tôi thấy rằng là tìm hiểu ấy, thì chúng tôi thấy là hóa ra là hiện nay là không phải có một gói như thế, hai gói, ba gói như chúng tôi đang biết, mà có đến 35 gói, và 35 gói này thì có độ khoảng 20 gói thì rất nhiều các cái nhóm nghiên cứu khác nhau ở trên thế giới họ đều dùng và họ đều công bố ở những cái tạp chí này hay tạp chí kia đấy, ví dụ như vậy. Thì để cho các anh các chị cũng hình dung là khi mà chúng ta nói đến cái chuyện dùng A thì có nghĩa là chúng ta sẽ dùng những cái gói lệnh cụ thể, và bây giờ chúng ta sẽ xác định theo cái phương châm là chúng ta đi theo những cái người khổng lồ, những cái người mà người ta đã sử dụng, và những cái gói lệnh mà có, mình tạm gọi là có uy tín, đúng không? Có uy tín, có máu mặt, ví dụ như vậy, thì để sử dụng cho cái công việc phân tích của mình. Thì đó là cái phần về các cái số lượng các cái gói. Cũng là một cái thông tin nữa ở đây để các anh các chị gọi là để củng cố niềm tin. Giống như kiểu hôm nay chúng tôi bản thân tôi là như kiểu đi tiếp thị cho A ấy, thì các anh các chị có thể nhìn thấy ở cái bảng này nó mô tả rằng là cái số lượng các cái bài báo khoa học ở đây là đang thống kê vào năm 2018 đó là cái số lượng các cái bài báo khoa học mà được công bố về định lượng ấy, được công bố
Và đây là thống kê về cái việc là những cái phần mềm mà được báo cáo trong các cái bài báo khoa học đó. Thế thì các anh các chị có thể nhìn thấy là SVSS lại vẫn chiếm ưu thế. Đấy, ví dụ như là trong năm 2018 chẳng hạn, thì cái số lượng bài báo mà sử dụng SVSS cho phân tích của mình ấy là nó rơi được khoảng 80.000 bài. Đấy, nhưng cái thứ hai là A. Đấy, cái thứ hai là A. Thế thì cái này nó rất khác so với năm 2012. Khi mà năm 2012 chúng tôi lúc đó chúng tôi cũng tiếp cận với A thì cũng mày mò đi tìm các cái thông tin đấy, thì lúc đó cái số lượng A nó rất là bé nhỏ, nhưng mà năm 2018 thì các anh chị thấy rằng là A nó đã nhảy lên thứ hai rồi. Đấy, và chỉ sau SVSS thôi, có nghĩa là trong năm 2018 thì có độ khoảng 50-60.000 bài báo. Đấy, 50.000, khoảng 50.000 bài báo mà sử dụng A cho cái phân tích của mình. Và sau đó thì nó mới đến SAS này, mới đến Stata này, rồi đến những cái phần mềm khác. Đấy, thế thì ở đây có một cái phần mềm nữa mà các anh chị sẽ nghe đến ấy. Nó gọi là Python. Đấy, Python cũng là một cái phần mềm mã nguồn mở. Đấy, tuy nhiên là ở đây thì khi mà nhìn vào đây thì các anh chị có thể thấy rằng là cái số lượng các cái bài báo mà được công bố mà dùng Python thì ở đây nó chỉ độ khoảng 20.000 thôi. Đấy, đây là thống kê của năm 2018. Thì để cho các anh chị thấy rằng là như vậy có nghĩa là nếu mà mình chuyển sang A ấy, thì có thể đấy như kiểu là một cái xu thế. Đấy, nhưng mà với quan điểm cá nhân ấy thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là mình không phải dùng A vì cái việc là nó theo trào lưu, mà thật sự là chúng tôi cũng muốn là thông qua cái phân tích của hai cái slide vừa rồi thì các anh chị có thể thấy rằng là như vậy A nó cũng có một cái gì đó nó hữu ích và mình có thể làm được. Đấy, thì đấy là những cái mà chúng tôi muốn chia sẻ. Ngoài ra thì thế này ạ, như chúng tôi nói ngay từ đầu ấy, đến giây phút này ấy, thì mặc dù hiện nay thì chúng tôi đang cố để chuyển dần hầu hết các cái phân tích của chúng tôi trong các cái nghiên cứu của mình hiện tại sang A. Đấy, nhưng mà chúng ta hãy xác định nó chỉ là một trong số rất 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 nhiều các cái phần mềm thống kê và nó chỉ là công cụ thôi. Đấy, cái mà các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đầu tiên mình phải có một cái đó là cái câu hỏi nghiên cứu của mình nó phải thiết kế một cách thật sự tốt. Đấy, và sau đó thì mình đi lý giải được qua cái việc là mình sẽ lựa chọn cái kỹ thuật phân tích thống kê nào thì đến lúc đó đã, còn A nó chỉ là công cụ và nó chỉ là cái mà để phân tích dữ liệu cho mình thôi. Đấy, chứ nó không phải là một cái gì đấy nó tuyệt đối hóa. Cho nên là ví dụ như là sau cái khóa học này thì nếu mà các anh chị cảm thấy là A nó cũng không phải là khó quá thì mình tiếp tục, đúng không ạ? Mình tiếp tục và như chúng tôi cũng kỳ vọng là sang độ khoảng tháng 6 hoặc tháng 7 thì chúng tôi sẽ bắt đầu chuyển sang cái khóa nâng cao, ví dụ như vậy. Thì hy vọng là một số anh chị đang ngồi ở đây sẽ tiếp tục cái khóa đó. Đấy, theo một cái góc độ là mình cảm thấy A là một cái phần mềm hữu ích và nó thuận lợi cho cái việc phân tích số liệu của mình. Đấy, nhưng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là nó chỉ là một trong số rất nhiều các cái phần mềm thôi. Đấy, và cái thứ hai nữa ấy, đấy là gì? Đó là nó sử dụng lệnh. Một trong những cái khó khăn của mình đó là bởi vì mình A nó sử dụng lệnh, mà thông thường đối với các cái nhà nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và khoa học giáo dục nói riêng, mà khi dùng lệnh là chúng ta sợ. Đấy, chúng ta sợ rằng là chúng ta sẽ phải gõ lệnh rồi chúng ta phải nhớ không nhớ các cái lệnh, bởi vì là khi mà chúng ta đã dùng lệnh ấy, thì kể cả chữ in hoa và chữ in thường là nó đã khác nhau rồi. Đấy, thì chưa nói đến dấu chấm, dấu phẩy hoặc là dấu ngoặc. Đấy, thì rõ ràng là cái việc mà dùng lệnh này là một trong những cái điểm mà hạn chế nhất để làm cho người dùng sợ nhất là cái chuyện này, đó là sử dụng lệnh đó. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ với các anh các chị ở đây, đó là ngay cả bản thân chúng tôi thôi, thì khi mà chúng tôi sử dụng A thì các anh các chị cứ hình dung rằng là các cái nhà nghiên cứu đi trước ấy, họ đã làm sẵn hết cho mình rồi. Họ đã làm sẵn hết cho mình và mình không phải ngồi mình cứ gõ từng chữ và mình đưa vào những cái câu lệnh vào trong phần mềm của mình nữa. Đó, mà nó đã có sẵn hết rồi. Đấy, và từ cái mình chỉ có là gì? Sau khi mình hiểu được về A
mình hiểu được cái cấu trúc lệnh rồi rồi cái cách thức mà A nó làm việc ấy, thì từ đó chúng ta có thể thay đổi những cái biến mà người ta đã sử dụng thành những cái biến của mình, và từ đó thì mình sử dụng thôi. Đấy thì cái điều đấy là một cái điều mà nó sẽ rất là rất rất là đơn giản. Và thực ra thì qua cái khóa này ấy, thì chúng tôi cũng có một cái ý tưởng là sau khi mà chúng ta kết thúc cái khóa này thì nếu như anh chị nào mà đồng ý tham gia cùng chúng tôi thì chúng ta sẽ cùng làm cái việc như vậy. Đối với khoa học xã hội nói chung và bên khối ngành kinh tế, khối ngành y khoa, họ đều có những cái gọi là đều có những cái mẫu, những cái gọi là những cái A code, cái file A code mẫu để cho các cái nghiên cứu của họ, đặc trưng của họ. Thì ở đây thì chúng tôi cũng đang có một cái kế hoạch là sang giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 chúng tôi bắt đầu có một cái xúc tiến một cái công việc, đó là chúng tôi sẽ xây dựng nên những cái bản mẫu như vậy và cho những cái nghiên cứu cụ thể của khoa học giáo dục, và sau đó thì chúng ta cứ công bố rộng rãi lên, và bất cứ một cái nhà nghiên cứu nào mà mong muốn sử dụng cho những cái phân tích cụ thể nào đó thì họ có thể đưa tải về những cái mẫu đó, và sau đó thì họ chỉ cần thay tên đổi họ theo cái nghĩa là cái biến của mình đang làm là như vậy, thì họ có thể thay bằng cái biến của họ. Mình có 3 biến, họ có thể thay bằng 4 biến, 5 biến, ví dụ như vậy. Thì đấy là một cái dự án cộng đồng mà chúng tôi cũng đang dự kiến là giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 sẽ khởi động. Thì hy vọng lúc đó thì sẽ có được sự tham gia của một số các anh chị tham gia cái khóa học này. Đấy thì đấy là cho nên là chúng ta nói thì nhiều như vậy, nhưng để cho chúng ta thấy rằng là đâu đó ở trên internet, ở chỗ này chỗ kia thì nó đã có sẵn các cái lệnh cho chúng ta dùng rồi, chứ không chúng ta không cần phải quá lo lắng là chúng ta lại phải ngồi gõ lại các cái lệnh như thế. Đấy thì đấy là cái nhược điểm, nhưng mà cuối cùng nó lại là một cái ưu điểm. Và cái cuối cùng nữa ấy, đấy là cũng có một số anh chị khi mà bắt đầu dùng A ấy, thì cũng có những cái phản ánh ví dụ như là khó theo dõi trong cái quá trình phân tích. Đấy, khó theo dõi trong quá trình phân tích thì ở đây chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau những điều như vậy. Đấy, chúng ta thừa nhận là đối với những người mà mới thì kể cả là ví dụ như là khi chúng ta chạy một cái lệnh nào đó, mặc dù chúng ta đã viết đúng rồi, chúng ta chạy một cái lệnh nào đó, nhưng cái việc mà quản lý cái kết quả đó ra sao, quản lý cái kết quả phân tích, cái kết quả mà đã chạy ra được đó như thế nào, và thì đôi khi nó sẽ gặp khó khăn. Thì điều này là đúng là xảy ra như vậy thật, nhưng mà khi mà chúng ta đã hiểu cái nguyên lý làm việc của phần mềm A rồi ấy, thì cái công việc này nó không phải là vấn đề nữa. Đấy, và lúc đó thì mọi chuyện nó sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Đấy thì đấy là chính là những cái mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ thêm để cho các anh các chị nhìn nhận được là A một cách tổng thể về cái phần mềm A. Và với cá nhân tôi thôi thì tôi vẫn rất mong và khuyến khích là mọi người vượt qua được cái nỗi sợ hãi ban đầu về cái chuyện là dùng lệnh rồi khó theo dõi trong cái quá trình phân tích, nhưng mà chúng ta chỉ cần dành một cái khoảng thời gian rất ngắn thôi, khi chúng ta hiểu được những cái vấn đề cơ bản thì sau đó chúng ta sẽ thấy A có những cái điều nó rất là thú vị mà chúng ta nên thử. Thì đấy là cái phần liên quan đến cái lý do để nói với các anh chị là tại sao chúng ta có thể sử dụng nó. Còn phần này thì chỉ là một cái, tức là thế này, có nghĩa là A là một cái phần mềm mà chúng ta có, mà nó có thể chạy độc lập thì chốc nữa nếu mà còn thời gian thì chúng tôi sẽ có thể có một cái phần demo cho các anh các chị. Nhưng mà A là một cái phần mềm độc lập mà chúng ta có thể chạy ngay ở trên nó. Thì ví dụ như là các anh các chị khi mà đọc cái tài liệu tham khảo mà chúng tôi đã đưa lên của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn ấy, về cái tài liệu chính thống mà bằng tiếng Việt hướng dẫn sử dụng A ấy, thì giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, tất cả những cái lệnh mà giáo sư Tuấn đưa ra và hướng dẫn cho các anh các chị ở trên cái tài liệu đó thì đều chạy trực tiếp ở trên A, trên phần mềm A này. Đấy, tuy nhiên ấy là bởi vì là một trong những cái đặc thù đó là cái bản thân cái phần mềm A nó rất là khó để các anh chị theo dõi và quản lý các cái lệnh mà các anh các chị đã sử dụng.
đấy, và chính vì thế cho nên từ từ cả những cái bất lợi, từ những cái khó khăn như vậy khi mà mình chỉ sử dụng cái phần mềm A ấy, thì có rất nhiều các cái phần mềm hỗ trợ và tích hợp để có thể là từ cái việc mà hỗ trợ cho các anh các chị trong cái việc quản lý các cái câu lệnh, quản lý kết quả, quản lý tất cả những cái thông tin mà các anh chị đang 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 làm việc ở trên A, thì lúc đó thì người ta xây dựng rất nhiều các phần mềm hỗ trợ. Thì một trong những cái phần mềm hỗ trợ mà nó mà nhiều nhà nghiên cứu dùng nhất, có thể nói như vậy, đấy là RStudio. Đấy, RStudio. Ngoài ra thì nó còn vô vàn những cái phần mềm khác, thì chẳng hạn như TinA đây cũng là một trong những cái phần mềm như vậy. Đấy, thế thì chúng tôi ngày xưa khi mà mới bắt đầu thì chỉ dùng A thôi. Sau đó thì chúng tôi thử trong cái TinA thì cũng thấy TinA nó cũng đã có những cái rất là hay rồi. Đấy, nhưng sau đó khi mà chuyển sang RStudio ấy, thì RStudio lại lại thể hiện được những gọi là những cái tính năng nó nổi trội hơn. Đấy, và chính vì thế cho nên là những cái sự kết hợp lại như vậy thì nó làm cho những cái bài toán của chúng ta trở nên đơn giản hơn nhiều. Thế thì một số cái lệnh cơ bản đấy, mình nói gì thì nói, nhưng mà nó sẽ có những cái lệnh rất là cơ bản để cho các anh các chị biết và để sau này mình dùng. Thì cái lệnh thứ nhất đó là thông báo cái thư mục làm việc. Nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là khi mà vào vào mình dùng phần mềm A ấy, thì mình sẽ phải khai báo rằng là cái file dữ liệu của mình và cái file mà cái code ấy, cái lệnh của mình ấy, cái file mà chứa các cái lệnh của mình ấy, thì nó nằm ở thư mục nào ở trong máy tính của mình. Đấy, thì đây là cái lệnh mà mình có thể sử dụng để làm cái việc như vậy. Cái thứ hai nữa ấy, đó là như như lúc đầu chúng tôi cũng có giới thiệu, thì cái khi mà mình làm việc với A thì mình xác định đó là mình làm việc trên những cái gói lệnh khác nhau. Đấy, và tùy vào cái mục đích của mình mà mình dùng những cái gói lệnh khác nhau. Đó, thế thì lúc mà mình muốn dùng một cái gói lệnh nào đó, bởi vì như các anh chị biết là năm 2000 đến năm 2021 là có đến 20.000 gói lệnh. Đấy, thì mình không không phải là cài đặt hết 20.000 gói lệnh đấy vào máy của mình, và A nó cũng không cài đặt hết 20.000 gói lệnh đó, mà A nó chỉ cài đặt cái nền tảng của A thôi. Đấy, còn sau đó thì nếu như chúng ta dùng cái gói lệnh nào thì chúng ta sẽ cài cái gói lệnh đó. Đấy, và cái lệnh để cài nó là như thế này. Thì đến lúc mà thực hành A cho tuần sau ấy, thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết những cái phần liên quan đến 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 cài đặt những cái gói lệnh này. Ngoài ra thì sau khi chúng ta cài xong ấy, thì chúng ta sẽ phải báo cho A biết là chúng ta sẽ sử dụng cái gói lệnh đó. Đấy, thì nó sẽ có một cái lệnh nó gọi là library ở đây. Đó, và ngoài ra thì ở đây thì chúng tôi cũng để một số cái gói, chúng tôi gọi hay gọi là những cái gói phân tích cơ bản, và nó rất là phổ biến mà rất nhiều các cái nghiên cứu về khoa học giáo dục, các cái bài báo công bố mà sử dụng A thì người ta hay dùng. Đấy, thì đây là những cái gói lệnh mà gọi là hay dùng nhất ở trong trong nghiên cứu khoa học giáo dục. Đó, thì đấy là những cái về gói lệnh. Thế thì ở đây thì chắc là tôi sẽ tạm dừng lại ở đây, bởi vì là chúng ta sẽ, thứ nhất đó là xin xin hỏi là còn còn anh chị học viên nào mà mình chưa cài đặt được A không ạ? Tức là mình gặp khó khăn trong cái việc cài đặt A không ạ? Vâng, thế thì nếu mà thế thì thế này đi ạ, nếu mà thế thì anh chị nào mà đã cài thành công A này, A Studio này và A Tools này, thì các anh chị gõ số 1 vào được không ạ? Gõ số 1 ở phần chat đấy ạ. Nếu anh chị nào mà chưa 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 cài được cái đó thì các anh chị có thể gõ số 0. Vâng, như vậy là chưa thấy có số 0 nào. Cái thứ hai đó là liên quan đến cái phần giới thiệu về A, thì các chị có câu hỏi gì không ạ? À, trên Mac có cần cài A Studio không? Thực tế thì bởi vì là nhóm chúng tôi thì hiện nay là chúng tôi trải nghiệm ở trên Win. Cái trải nghiệm ở trên Mac ấy, thì chiều nay chúng tôi cũng đã liên hệ với trong nhóm thống kê ứng dụng của Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán, có hai người họ họ dùng Mac, thì chúng tôi hy vọng là trong sáng ngày mai thì những cái vấn đề mà liên quan đến cài đặt A Studio ở trong trong app thì à trong Mac thì nên dùng. Đấy, còn cái A Tools thì bởi vì ở trong trong Mac không có, cho nên là chúng tôi đã gửi
cái câu hỏi của các anh các chị và về cho một thành viên mà dùng Mac thì chúng tôi sẽ phản hồi cho các anh các chị vào sáng mai ở trên cái nền tảng Google Classroom này. Ở đây có một cái câu hỏi của chị Hiền là tại sao lại không sử dụng các cái phần mềm đơn giản và thông dụng hơn như Excel để phân tích số liệu. Đúng cái câu hỏi này rất hay đấy ạ. Hiện nay thì chúng tôi đợt vừa rồi thì chúng tôi có một cái khóa tập huấn giáo viên để chuẩn bị cho cái việc giảng dạy môn xác suất thống kê ở trường phổ thông ấy, thì chúng tôi có một cái phần liên quan tập huấn cho giáo viên về sử dụng Excel. Thì trên thực tế thì Excel hiện nay ấy, với những cái tính năng, những cái tính năng bổ sung của nó thì Excel tỏ ra là khá mạnh về việc phân tích dữ liệu cũng như là biểu đồ đấy, vẽ biểu đồ cũng như phân tích số liệu đấy. Tuy nhiên là với những cái kỹ thuật phân tích như chúng ta đang bàn ở đây, ví dụ như thống kê mô tả này, rồi thống kê tương quan và hồi quy này, và đối với những cái phân tích mà chúng ta sẽ học ở trong cái khóa này ấy, thì về cơ bản là Excel có thể thực hiện được đấy. Tuy nhiên là đến khi mà chúng ta thực hiện những cái phân tích nâng cao thì Excel nó lại không phải là cái phần mềm thiết kế cho cái việc những cái phân tích đó đấy. Cho nên là trong Excel thì những nó chỉ phục vụ cho những cái phân tích thống kê cơ bản thôi, còn những cái phần liên quan đến phân tích nâng cao thì Excel nó không làm được đấy. Thì xin trả lời cho câu hỏi về chuyện là tại sao mình không sử dụng Excel là như vậy. Và nếu như cái bài toán nghiên cứu của mình mà nó chỉ giải quyết những cái vấn đề đơn giản thì mình hoàn toàn có thể sử dụng Excel, chứ mình không nhất thiết phải sử dụng A. Nhưng A thì mình chỉ hướng đến là khi mà mình gặp bất kỳ một cái bài toán nào, kể cả là cơ bản hay nâng cao, thì mình đều có thể giải quyết được nó trong phạm vi của một phần mềm mà mình không cần phải nghĩ ngợi là mình phải dùng những cái phần mềm khác. Xin mời các anh các chị khác ạ. Mình nếu mà mình không bật mic thì mình có thể mình chat lên đây cũng được ạ. Chúng ta sẽ thử xem là cái A và A Studio cũng như là cái file dữ liệu mà chúng ta đang có ấy, thì như thế nào. Thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thực hành đó. Các anh chị cũng thử khởi động cái A Studio đi ạ. Hoặc là A cũng được, mà A Studio cũng được ạ. Nếu mà đã cài A Studio thì mình có thể khởi động A Studio luôn. Các anh chị đã nhìn thấy cái file này chưa ạ? Vâng, nếu mình ít tương tác với nhau quá cho nên là chúng tôi kỳ vọng là các anh các chị sẽ phải tương tác nhiều hơn. Nếu mà các anh các chị đã mở được cái phần mềm A Studio và mở được cái file A code của cái buổi 1 này ấy, thì các anh chị gõ số 1 được không ạ? Cái file thầy gửi đâu vậy thầy nhỉ? Đấy cũng là một câu hỏi đấy ạ. Cho nên là vâng, thế thì để tôi sẽ chia sẻ toàn bộ màn hình để giới thiệu với các thầy cô. Vâng. Khi mà mình vào cái classroom của mình này, cái khóa học của mình này, thì các thầy các cô sẽ nhìn thấy ở cái phần nó có một cái mục ở đây là các cái file dữ liệu và A code cho buổi 1 này. Đấy. Thế thì ở đây nó sẽ có 4 cái file. Nó sẽ có 4 file. Một cái file là giới thiệu về dữ liệu này. Đấy, một cái file nữa là cái file A code cho buổi 1. Một file là file SVSS là PISA data, là dữ liệu PISA, và một cái file Excel là cũng cái đuôi của nó là CSV. Thì các anh chị học viên mình có thể vào đây và tải nó xuống. Mình thử luôn đi ạ, mình thử luôn đi, nếu có vấn đề gì thì các anh các chị cứ nói luôn. Xin mời bạn Thương Nguyễn. Bạn Thương Nguyễn đang giơ tay đúng không ạ? Dạ vâng ạ, em muốn hỏi khi mà em khởi động R Studio ấy, thì hiện ra cái lệnh đó chính là enable automate graph reporting ấy, thì em chọn yes or no ạ? Thế thì mình cứ yes rồi mình đi tiếp đi. Tức là cái đấy là cái câu lệnh mà ví dụ như trong quá trình mà mình dùng A Studio và nếu mà nó phát sinh ra các cái lỗi thì mình nó sẽ tự động nó sẽ gửi các cái lỗi đấy về cho hệ thống. Dạ vâng ạ, được rồi, anh cảm ơn ạ. Thế thì nếu mà khởi động lần đầu ấy thì mọi người sẽ nhìn thấy cái giao diện như thế này đúng không ạ? Đấy, cái giao diện như này, và mình để mở được cái file A code mà mình đã tải về á, thì mình có thể vào đây, mình vào open ở đây
hoặc là vào file ở đây này, chọn open file ở đây thì mọi người có thể thao tác theo cũng được ạ. Thì mình đây mình vào file này và mình vào open file, sau đó mình đến đúng cái thư mục mà mình đã để cái file a code ấy. Đấy thì ví dụ như ở đây chúng tôi đang để cái file này là ở ở ổ d đây, thì a code buổi 1 chính là cái file này. Đấy thì các anh các chị có thể chọn vào đấy và mở nó ra thì nó sẽ mở đây, nó sẽ mở ra cái file này. Thì các anh các chị cứ thử gõ số 1 nếu mà không cho tải. Các anh chị khác có tải được không ạ? Cái này tải được này ạ. Mình ấn vào cái chỗ, mình ấn vào cái chỗ góc của nó được này. Ấn vào chỗ góc rồi, cái chỗ phần mở cái phần vừa rồi ấy. Vâng, đây có nút tải đây ạ. Đấy thế thì các anh chị có thể tải theo cái kiểu như vậy. Vâng, xin mời chị Thúy ạ. Chị Thúy đang gặp khó khăn gì đấy ạ? Thầy Cương ơi, cho mình hỏi một chút là hôm trước mình đã cài thì lúc đấy là đang là cái phiên bản 4.1.1, thế bây giờ làm nào để nó cập nhật lên 4.2 như thầy nói? À, tức là bây giờ mình chỉ có cái cách đó là mình tải cái bản phiên bản mới về và mình sẽ ấy thôi, mình sẽ gỡ cái bản cũ và mình tải cái bản mới về để mình cài vào thôi. À rồi cảm đúng ơn rồi. Thầy đúng rồi, thì theo quan sát ấy, thì độ khoảng 4-5 tháng, có lúc thì 6-7 tháng thì họ sẽ phát triển lên một cái phiên bản mới. Đấy thì chẳng hạn như cái phiên bản hiện tại bây giờ nó đang là 4.2. Đấy 4.2 thì mình hiểu là nó như kiểu là 4.2.0 ấy, và sau đó thì người ta cứ phát triển 1 2 3 phiên bản gì đó của 4.2, sau đấy nó cứ lên dần như vậy. Mình đã tải được hết chưa? Nếu mà các anh chị khác mà đã tải được rồi mình cứ gõ số 1 vào đây ạ, hoặc là có thể nếu mà ai chưa tải được hoặc là gặp khó khăn gì thì mình cứ khi chỉ có một cái thay đổi duy nhất thôi, một cái thay đổi duy nhất đó là cái phần này. Các anh chị lưu ý này chính là cái lệnh mà khai báo vị trí của cái file mà các anh các chị vừa tải về nó nằm ở đâu trong máy tính của các anh các chị. Các anh các chị có thể nhìn thấy vào đây á, là đây là cái đường dẫn vào cái thư mục mà trong máy tính của tôi thì tôi để ở đây. Đấy thì đây là đường dẫn ở trong máy tính của tôi. Nhưng bây giờ để có thể chạy được cái file này ấy, thì các anh các chị việc đầu tiên đó là mình thay cái này đi. Đấy mình thay cái này. Thế thì để thay cái này ấy thì các anh các chị có thể có những cách sau đây. Một là các anh chị click vào cái chỗ open file này như lúc nãy ấy, và sau đó thì các anh chị nhìn thấy cái bản này ở đây rồi. Đây chính là cái chỗ mà các anh chị lưu file dữ liệu đây này và file a code đây này. Thì các anh chị đi lên trên này, đi lên trên cái đường dẫn vào folder đây này. Các anh chị click vào đấy thì nó sẽ bôi đen hết toàn bộ cái phần đấy cho các anh chị. Các anh chị cứ gõ số 1 giúp nếu mà các anh chị gõ số 2 đi ạ, gõ số 2 nếu mà các anh chị đã làm được cái mà chúng tôi vừa hướng dẫn. Thì khi mà mình click vào đây nó sẽ bôi đen toàn bộ cái, đây chính là cái đường dẫn đến cái folder mà mình, cái thư mục mà mình đang chứa các cái file dữ liệu cũng như file a code của mình. Thì bây giờ mình cứ ấn Ctrl C này và sau đó mình quay lại cái file này và bôi đen cái phần mà mẫu mà của trong máy của tôi đang ở đây, đang có ở đây, thì bôi đen cái này và mình Ctrl V vào đấy, mình paste nó vào đấy, được chưa ạ? Thế thì đến đây ấy, thì nó có một cái nó cũng hơi phiền phức một chút thôi, đó là ở trong A thì cái dấu gạch chéo này nó, nếu mà một dấu gạch chéo thì nó không hiểu đó là cái đường dẫn để vào thư mục, cho nên là ở đây các anh chị thêm cho giúp một cái đường chéo như vậy nữa. Đây các anh chị có thể theo dõi ở trên này, chúng tôi đang để thêm một cái ở đây này, một cái ở đây đấy, với mỗi một cái đường chéo thì bây giờ nó thành hai cái đường chéo rồi. Vậy thì bây giờ sau khi mà xong cái đó rồi ấy thì các anh chị có thể là đây chưa dùng được là cái đánh đường chéo nó nằm ở chỗ nào trên dấu đường chéo, nó sẽ nằm ở chị Thúy dùng Win hay là dùng ấy ạ, dùng Win hay dùng Mac ạ? Em nhìn thấy rồi ạ. À rồi, ok. Đấy thì bây giờ mình sẽ làm bằng cách là mình sẽ thay cái đường dẫn đấy thành hai cái gạch chéo như vậy. Vâng,
Đấy, và sau đó thì chúng ta thử đi, chúng ta để con chuột ở cái hàng đầu tiên này này. Và sau đấy ở trên này này, nó sẽ có một cái chức năng là run ở đây này. Đấy, thì các anh chị click vào run đi ạ. Đấy, thế thì khi mà nhìn xuống dưới này này, nó sẽ có cái hàng chữ xanh ở dưới này này. Thì hàng chữ xanh này thì được báo hiệu rằng là cái lệnh vừa rồi nó đã thành công. Như vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là từ bây giờ trở đi ấy, thì nó hiểu rằng là nó sẽ làm việc với cái tất cả các cái file mà dưới này gọi ra, thì nó đều hiểu là nó sẽ nằm ở trong cái thư mục này. Thì ở đây sau khi các anh chị chạy thành công, có anh chị nào bị báo lỗi không ạ? Có anh chị nào bị báo lỗi màu Có đỏ không mình bị ạ? báo lỗi À, vâng, chị Mai là báo lỗi thế nào đấy ạ? error inset cái gì đấy 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 cannot change working directory. À là Thế bởi vì thì bạn đặt thầy đặt ở chỗ khác mình đặt cho đúng rồi nên là bạn ấy bây giờ phải đổi lại thôi. chị sẽ phải đổi lại, đúng rồi. Ok. Dạ. Đây, bởi vì đây là cái đường dẫn này là đường dẫn trong trong máy tính của chúng tôi ở đây. Còn ở đây thì anh chị sẽ phải thay đổi cái đường dẫn mà vào đúng cái thư mục mà các anh chị vừa tải về trên máy tính của mình. À, mình dùng file SAV Ở đây là đã, ở đây trong cái ví dụ này là đang dùng cái file là CSV. à? CSV, CSV. Đúng là không tải xuống được file CSV nào. ok. Đã File CS ở đây, file CSV này. mình không tải xuống được này. Cái đấy phải mở cửa sổ mới thôi ạ. À đấy, vẫn tải được đây mà. Có em phải mở vào cửa sổ mới thì bắt đầu mới cho tải. Đúng rồi. Ok. Đây. Đây, vẫn tải xuống bình thường đấy. Ok, giải được rồi. Vâng. Có thể gửi trực tiếp vào đây không? Ok. Thế thì chúng tôi sẽ gửi, tốt nhất là chúng tôi sẽ gửi vào một nhóm Zalo thì sẽ tiện hơn cho các thầy cô. Rồi đấy ạ. Tức là bây giờ thì các anh chị có thể tải được Zalo xuống. Được chưa ạ? Đấy, vậy thì trong trong cái phần liên quan đến bài tập về nhà của cái buổi này, chúng tôi sẽ bổ sung thêm một phần nữa liên quan đến đến cái bài về nhà mà các anh các chị học viên sẽ làm. Đó là mình cứ thử khám phá, tức là sau khi các anh các chị đã thay đổi cái work directory rồi ấy, thì sau đó thì tất cả những cái lệnh ở phía dưới chúng tôi đã set up sẵn như vậy, và nó cứ thế là mặc định là nó chạy thôi. Thì các anh chị cứ 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 khám phá nó trong quá trình mà các anh chị làm, thì có vấn đề gì trục trặc thì các anh chị có thể là cứ 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 nhắn lên nhóm chat hoặc là trao đổi ở trên cái discussion của nhóm lớp. Cái này lệnh chạy ở đâu thầy nhỉ? Bởi vì em mở cái À đây. trong Mac nó khác của thầy đấy. Cannot change, vẫn cannot change. Nếu nếu thế thì anh Cường thử dùng cái lệnh là control và enter xem ạ. Ở trong này thì nó có phần đây là chữ gì, viết tắt của chữ gì, miss có sự run x11 server ấy. Thì những mà bấm đây không có hiệu lần gì cả. Anh thử dùng cái lệnh là control và enter xem ạ. Control Enter cũng không được. Cũng không được, Mac có thể là Mac Mac nó sẽ. Vâng, được rồi. Cái nếu nếu mà như vậy thì trong sáng sớm mai thì chúng tôi sẽ tìm hiểu và gửi cho các anh một cái hướng dẫn để sử dụng ở trong Mac. Chị Mai là đang dùng Mac hay là dùng Win đấy ạ? Dùng Win. Nhờ nhờ chị Mai có thể là chụp ảnh của cái lỗi đấy và gửi vào cái nhóm Zalo được không ạ? Ở đây để mình xem tí. Vâng. Bạn bạn Phạm Huyền Trang, bạn Phạm Huyền Trang như là đã ép vào nhóm Zalo rồi mà. Vậy thì nhờ bạn bạn Trang nhắn lại giúp cái số điện thoại nhé. Ở cái file của thầy ấy có phải điền cái chữ CSV chấm ở sau cái file dữ liệu không? Hiện bây giờ thầy mở Đây, là mở đang có đây mà, đang có chấm cái CSV đây. không, nhưng mình nhìn thấy ở trên cái sau cái set WD đấy nó không có, nó chỉ có cái đường dẫn đấy cắt như y ở trên đúng không? À đúng rồi, tức là ở đây nó chỉ là đến đến cái Đến folder cái mà à trừ đến cái nó thôi. folder thôi chứ không đến cái tên đúng rồi. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ok, mình bị cái lỗi là mình vẫn cho cả tên của cái file đấy vào. À không không không, thế thì Ok. nó chỉ đến cái folder Đến mà cái chứa folder cái file thôi, đấy thôi, đúng rồi. ok. Ok. À, với lại là mình bị một cái vấn đề nó bảo là package specified nó được yêu cầu nhưng mà chưa được install thì chắc là phải install cái package đấy đúng không? Đúng rồi. Được nhiều Bạn x nhỉ? bạn Xin lỗi.
Bạn Hiền, sẽ không thể chạy từ cái lệnh ở dưới được. Bạn Hiền thì sẽ phải chạy từ ở trên cái chỗ set WD ấy, Work Directory ấy, phải chạy từ đầu thì lúc đó nó mới ra được những cái này. Bởi vì cái lệnh cơ bản ở đây là cái object này là không tìm thấy, là lý do đấy là mình chưa khai báo để cho A biết. Cho nên là mình sẽ cái tuần tự mình thực hiện thì mình hiểu như thế này. Đầu tiên ấy là mình khai báo cho A biết là cái file dữ liệu và cái file A nó nằm ở đâu này, là cái chỗ mình đang bôi đen ở đây này. Cái chỗ get này thì cũng không cần phải quan tâm đâu, bởi vì cái này thi thoảng mình quên, mình không biết nó nằm ở đâu, bởi vì đôi khi có những cái phần phân tích dữ liệu của nó dài ấy, thì nó sẽ nằm như vậy. Nhưng mà sau đó thì mình phải có cái lệnh này đã. Cái lệnh này để thông báo cho A biết là từ bây giờ trở đi, từ cái đoạn này đổ xuống là mình sẽ làm việc với cái file dữ liệu có tên là MyData, và MyData này là được đọc từ cái file Excel này đó, và sau đó thì mình mới chạy được những cái lệnh tiếp theo. Thì cái lỗi mà ở đây bạn bạn Hiền đang gặp phải thì phải phải xử lý theo kiểu như vậy. Mình lại không nhìn thấy cái màu đỏ của bạn Trang ở đây. Bạn Trang có thể chụp nguyên cả cái phần mà nó báo đỏ ấy thì mình mới biết là nó lỗi ở đâu, bởi vì nếu mà chụp cái phần ở đây lên thì chưa nhìn thấy nó ở đâu cả. À, tức là ý là những cái phần mà nó liên quan đến màu, liên quan đến màu sắc này thì là nó có lỗi hay là cái gì không? Nó không có phải là lỗi gì đâu, mình cứ theo đúng cú pháp thế thì nó hiện ra, chẳng qua là vào máy của bạn thì nó ra màu như thế thôi, chứ không không phải là đấy, không phải là lỗi, và các bạn cứ chạy bình thường đấy. Thì bởi vì là cái phần của ngày hôm nay ấy thì mình cũng chưa đi đến đây đâu, cho nên là bây giờ có thể là đề nghị với mọi người là mình cứ tiếp tục khám phá từ bây giờ cho đến thứ tư, cho đến thứ năm, và sau đó thì buổi tối thứ năm mình bắt đầu đi vào cái phần liên quan đến thống kê mô tả, liên quan đến phân tích, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu, lúc đó thì mới bắt đầu đụng đến A để chạy. Cho nên là trong thời gian từ bây giờ cho đến hôm đó thì các anh chị học viên mình cứ khám phá thoải mái, khám phá dữ liệu thoải mái, được không ạ? Đấy, thế thì chắc là hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây, và các anh chị cái phần bài tập thì đã activate rồi, và sau đó thì các anh chị có thể, trước mắt là các anh chị, chúng tôi cũng định là sẽ bổ sung thêm một số cái phần liên quan đến bài tập ở đây cho các anh chị, nhưng mà chúng tôi nghĩ là thôi các anh chị cứ cứ tập trung làm những cái phần liên quan đến bài tập ở mà chúng tôi đã có ở đó đã. Đấy, rồi sau đó thì đến tối thứ năm chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi chia sẻ, và đến lúc mà chúng ta chạy vào cụ thể rồi ấy thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ có những cái lỗi mà sau đó nếu chúng ta có thể nhớ được ấy thì sau này chúng ta tránh nó rất là dễ dàng.